À, chúng ta sẽ ôn lại một tí về những cái bài ngày đầu tiên về cách làm sao để thu hút và tiếp cận được khách hàng đúng không ạ? Thì anh Hồng Anh là đến cái buổi tiệc và nhìn thấy có một 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 cô gái là khá là phù hợp với mình. Không biết là anh Hồng Anh có gia đình chưa? Thì có rồi anh. Xuyến đã đổ anh Hồng Anh là ok rồi, có nghĩa là gặp chị Xuyến đúng không ạ? Rồi thì khi mà mình để ý, mình nhìn thấy một cô gái đúng không? Mình cảm thấy là mình thấy cái người này phù hợp, thì giống như các anh chị khi đi bán hàng, các anh chị gặp ai đó anh nghĩ là à cái người này có vẻ phù hợp. Thì tâm lý của người mua và người bán là như thế này. Cái người mua á thì sợ người bán, mà cái người bán á thì sợ người mua. Mọi người đồng ý không ạ? Ví dụ như cái ông này á, mình tới gần mình định tán người ta mà mình sợ người ta không không đồng ý. Mà cái ông cái người á mà thấy cái ông cái cô gái mà thấy cái anh chàng đó cứ tới gần mình á, nói ông này chuẩn bị ông tán mình nè, sợ quá. Đúng không ạ? Đó là người mua thì sợ người bán, nhưng mà người bán thì sợ người mua. Thì để mà bán hàng được thì đương nhiên chúng ta còn phải nói cái gì đó hay để gắn kết được với khách hàng, thì đó gọi là content đúng không ạ, là nội dung. Thì trong chương trình trước thì chúng ta học về một cái module về nội dung, đó là biết hiểu tin yêu. À, biết hiểu tin yêu. Biết nghĩa là chúng ta phải hiện diện sàng sàng ở trước mặt người ta để người ta biết chứ. À, ví dụ như bây giờ anh Hoàng Anh để ý cô bé đó rồi, bây giờ làm sao để gây sự chú ý ta? À, anh cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Hoặc là lâu lâu anh giả bộ anh giúp đỡ người này giúp đỡ người kia trước mặt cái cô gái đó để cho cô gái đó để ý, đúng không ạ? Thế là giai đoạn biết, thì coi như là anh Hoàng Anh qua cái giai đoạn biết đi. Anh cứ đi qua đi lại chỗ chỗ trước chị Xuyến. Ồ cái ông này sao cứ qua lại. Rồi gây sự chú ý đúng không ạ? Biết rồi, bây giờ làm sao cho hiểu nè. À, làm sao cho hiểu nè. À, thì ở trên internet cũng như vậy, các anh chị muốn khách hàng biết mình thì các anh chị phải hiện diện trước mặt khách hàng. Thế thì trên internet các anh chị để avatar mình hay là để avatar cái bàn, cái ghế, con mèo, con chuột? Để avatar ai ạ? Avatar mình đúng không ạ? Để cho ta biết mình chứ, đúng không ạ? Rồi. Người ta biết mình rồi, sau đó vậy sau đó anh Hoàng Anh mới đầu tiếp cận. Bây giờ tới giai đoạn 2 đó là làm sao cho người ta hiểu mình, hiểu mình. À, thì muốn hiểu thì có hai cách, một á là hỏi, hai là kể. Một là hỏi, hai là kể. Tự nhiên tới chẳng lẽ kể lể với chị Xuyến chị chửi cho đúng không ạ? Thế thì anh mới giả vờ anh hỏi đúng không? Anh tới anh hỏi là em ơi, nãy giờ anh đi qua đi lại anh thấy em đứng ở đây, chắc là em rất là rành cái khu này á, anh cũng mới tới tại vì anh đang làm cái nghề ABCD đó, nhưng mà anh tới đây anh đang không biết là tìm cái này ở đâu. Đó, tức là gì? Ảnh lồng câu hỏi nhưng mà xen cái lời kể trong đó, mọi người để ý không ạ? Thì ở trong marketing nó gọi là gì? Hình thức và bản chất, các anh chị ghi xuống ạ, hình thức và bản chất. Chúng ta khi mà chủ doanh nghiệp á, chúng ta làm việc là làm việc trên bản chất. Nhưng á mà khi content á và đội ngũ á triển khai cái việc đó là triển khai dựa trên hình thức. Mọi người hình dung ạ, hình thức và bản chất. Ví dụ như hình thức á là chúng ta sẽ thấy anh Hoàng Anh tới anh hỏi đường chẳng hạn. Hoặc là anh hỏi là mua ly cà phê ở đâu. À, thấy 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 chị Xuyến đang cầm ly cà phê, à, hỏi mua ly cà phê ở đâu. Nhưng về bản chất là không phải vậy. Không đúng không ạ? Bản chất không phải anh muốn hỏi mua ly cà phê đâu, là anh muốn làm quen. À, thì các anh chị lưu ý cái này rất là quan trọng để khi làm content nè. Các anh chị phân tích một cái content để các anh chị biết, ồ hình thức nó là kể chuyện nhưng bản chất nó là bán hàng. Đó. Rồi, đâu đó giống câu chuyện của anh nào mà thấy giống câu chuyện của mình thì comment, tôi cũng đã từng nha. Rồi thì đó là gì? Biết rồi, bây giờ tới làm sao hiểu. Thì ảnh tới anh sẽ đặt câu hỏi, nhưng mà trong cái lúc anh đặt câu hỏi thì anh luôn lòng cái anh kể anh bảo à trong em nhìn hiền dịu hiền như thế này, chắc là em làm cô giáo đúng không, anh ngưỡng mộ mấy cô giáo lắm. À, tuy là anh làm không biết anh Hoàng Anh làm gì nha, em ví dụ. À, tuy là anh làm về xây dựng nhưng mà anh lại rất là ngưỡng mộ những cô gái. À, làm giáo viên, tại vì giáo viên người ta chu đáo lắm. À, thì mọi người để ý bản chất là gì, là hỏi người kia có phải làm giáo, à, hình thức là hỏi hỏi cái chị Xuyến là có phải giáo viên hay không, nhưng mà bản chất là ảnh ảnh nói rằng ảnh đang làm gì,
Anh đang làm gì ạ? Anh đang làm xây dựng. Rồi các anh chị hình dung mà. Chứ còn nếu như các anh chị bay vô, các anh chị gặp Xuyến ơi anh đang làm xây dựng, nó có thô thiển lắm không? Yes, thì khi chúng ta gửi email cho khách hàng cũng như vậy đó các anh chị. À, cũng như vậy đó. Chúng ta dùng hình thức để gì ạ? À? Để thực hiện một cái ý đồ, một cái bản chất của vấn đề ở bên dưới. À, các anh chị bắt đầu hiểu rồi. Một tí mình sẽ phân tích sâu hơn về cách làm. Còn mình phải phân tích là bây giờ biết rồi nè. Biết rồi nè, hiểu rồi nè. Bây giờ tin nè. Tin nè, bây giờ làm sao để cho người ta tin ta? Mọi người ôn bài đi ạ. À. Làm sao để cho khách hàng tin các anh chị? Làm sao để chị Xuyến tin anh? Anh Hoàng Anh là một người gọi là tin tưởng được, có vị thế trong xã hội, được nhiều người yêu mến. À, làm sao ạ? À? Làm sao? Là một người thân thiện ạ. À? À. Làm sao để người khác tin các anh chị? Làm sao để tin ạ? À? Rồi quên hết bài rồi. Rồi, à, tin muốn giúp cho người khác tin thì là gì ạ? À? Sau kết quả. Thôi các anh chị ghi số nè, biết hiểu tình yêu nha, chúng ta ôn lại bài một tí. Anh chị nghe 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 giọng Quốc có rõ không? Tại vì Quốc đang bị cảm nên là có thể là nó hơi bị nghẹt nghẹt cái giọng một tí. Lâu lâu ho một tí không sao đúng không các anh chị? Rồi. À, đây không phải là cái đây không phải là chương trình đào tạo thu phễu hay là bán hàng gì đâu, nên là Moro không có chạy quảng cáo, cũng không có thu hút lead nhiều, mà chỉ mời những khách hàng mà Moro thấy đang gặp vấn đề thôi và đang thu hút lead tốt nhưng mà vẫn chưa biết cách để chuyển đổi như thế nào, thì đây là cách làm ạ. À. Rồi, biết hiểu tin yêu nhé, các anh chị ghi xuống ạ. À. Biết nè, hiểu nè, tin nè, yêu nè, đó thì đây đây chính là bản chất của vấn đề. À, bản chất. À, nhưng mà hình thức nè, hình thức nè, hình thức chính là content, hiểu không ạ? Bản chất chính là mục đích, còn hình thức là content. Rồi thì đó. À, bây giờ muốn người ta biết thì phải xây dựng content theo kiểu đó là à, phải gì, phải họ phải phải gì phải hiện diện, hãy phải hiện diện. Phải hiện diện, phải kết nối, phải hiện diện, phải kết nối. Đó, ví dụ đứng từ xa ai mà biết được, đúng không ạ? Thì ví dụ các anh chị phải hiện diện và kết nối đó. Tí tí quá sẽ chỉ các anh chị đưa vô email nó như thế nào, rồi xây dựng content ra sao. Rồi, dạ, phải hiện diện và kết nối. Rồi bây giờ hiểu, muốn hiểu là gì? Phải đặt câu hỏi và kể chuyện, phải hỏi và kể. Đó, bây giờ muốn tin. Tin là phải gì các anh chị? Tin là phải muốn muốn cho khách hàng tin là phải gì ạ? Sau kết quả. Nhưng mà ví dụ như bây giờ anh Xuyến anh tới. Anh tới anh gặp anh Hoàng Anh tới gặp chị Xuyến. Anh bảo em anh nè, đây sổ đỏ nha, nhà anh nhiều sổ đỏ lắm. Anh nè, vàng nè, vàng đeo nè, đây là số tài khoản ngân hàng nè. À, thế chị Xuyến thấy cái ông này cũng khoe của quá, thôi không thích chơi ổng đâu. Mọi người hình dung không ạ? À, mọi người hình dung không ạ? À, khi mà tự nhiên chúng ta muốn khách hàng tin chúng ta khoe một cách lộ liễu như vậy thì người ta sẽ không tin, đúng không ạ? Thế thì chúng ta muốn 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 khách hàng tin thì chúng ta phải sau kết quả. Nhưng mà sau kết quả nó là gì? Nhưng mà sau kết quả thì phải sau như thế nào, tức là hình thức phải sau như thế nào cho nó phù hợp, đúng không? Thế thì anh Hoàng Anh mới bảo là anh mới hỏi là ví dụ như chị hỏi chị Xuyến là nhà chị ở đâu. À, chị nói là nhà chị ở ví dụ như là ở Bình Dương chẳng hạn vậy. À, anh nói ồ vậy hả, anh cũng có nhà ở Bình Dương, anh sống ở dưới đó. Ủa, sao anh ở có anh xong chị Xuyến hỏi là anh sống ở với đó dưới dưới đó à, với ai ví dụ vậy. À, anh sống một mình, anh cũng mới cất nhà nên anh ở một mình.
Đó là khoe khoe mới góc nhà. Cái gì hình dung không ạ? Tức là gì? Có ví dụ thôi nha. Nhưng mà gì ở đây là gì? Chúng ta không không show kết quả một cách lộ liễu. À, đây khách hàng của tôi nè, đây là đơn hàng của tôi nè, đây là tiền tôi kiếm nè. Nó không làm như vậy. À, chúng ta gì? Chúng ta kể chuyện, sau đó truyền kèm một cái thông điệp và sau cái kết quả dựa vào cái thông điệp đó. Dạ, được không ạ? Đó là gì ạ? Thông điệp. Thông điệp. Bạn hình thức là chúng ta đưa ra thông điệp nhưng mà kèm với gì? Kèm với kết quả. Một cái thông điệp kèm với kết quả. À, thông điệp kèm với kết quả. Rồi, tí các anh chị coi mình ngành nghề đi nhá. Quát sẽ ví dụ các anh chị xây video, xây content như thế nào. Các anh chị coi mình ngành nghề đi ạ. Rồi, các anh chị có gặp những khó khăn trong content không ạ? Nếu có thì comment ngành nghề của mình đi ạ. Một tí quát sẽ ví dụ các anh chị cách xây dựng kịch bản content như thế nào. Rồi, đó là biết, hiểu và tin yêu. Biết, hiểu, tin rồi. Bây giờ tới yêu nè. Yêu là gì? Yêu là gì? Yêu là gì anh Hoàng Anh? Yêu cái gì chấm chấm trong lòng một ít. Rồi, yêu là gì ạ? À? Yêu là làm sao để khách hàng họ khao khát, họ muốn gì ạ? À? Họ muốn sở hữu, họ muốn có được chúng ta, họ muốn có được sản phẩm. Ví dụ như làm sao để làm cho chị Xuyến yêu anh Hoàng Anh, đúng không ạ? Thì lúc đó anh Hoàng Anh phải chinh phục. À, chinh phục thì không, anh Hoàng Anh sẽ làm cái gì? Tự nhiên trong cái buổi buổi gặp mặt đó sao mà yêu được, đúng không ạ? Nó còn phải thời gian, thì thời gian để anh Hoàng Anh gia tăng cái giá trị và cho họ thấy đây là một cơ hội. À, đây là một cơ hội, đây là một cơ hội, đúng không ạ? Cơ hội thì thường á, mấy anh mà hay tán tỉnh mấy chị á, mà sở dĩ mấy chị mà đồng ý á là bởi vì mấy chị thấy tiềm năng trong tương lai. Được không ạ? Cho khách hàng thấy tiềm năng trong tương lai. Ví dụ như phụ nữ quen một người đàn ông mà thấy người đàn ông chu đáo, chăm sóc, quan tâm, cầu tiến, thì họ tự tưởng tượng ra, họ nghĩ rằng đây sẽ là người chồng tốt cho mình, bởi vì trong tương lai người này sẽ biết lo cho gia đình, biết quan tâm đến con. Nhưng mà chả ai nói được là lúc đó là ổng sẽ quan tâm đến gia đình, đến con cả. Tất cả là gì? Là niềm tin trong tương lai thôi. Thì nó về bản chất là chúng ta muốn cho khách hàng yêu quý sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Nhưng về hình thức thì chúng ta gì ạ? Chúng ta cho khách hàng thấy tiềm năng trong tương lai. Hoặc là chúng ta gì ạ? Chúng ta có thể biến nó thành một lời hứa. Ví dụ như là Xuyến ơi, hãy làm vợ anh nhé. Anh sẽ là một người đàn ông tuyệt vời cho suốt cuộc đời của em. À, cái đó là anh đang hứa, đúng không ạ? Dạ. Rồi, các anh chị thấy không ạ? Chinh phục khách hàng giống như việc chúng ta chinh phục một người mà chúng ta đang yêu vậy. Rồi, thì ở đây, đây là cái bước trước khi kết hôn. Tí tí bắt đầu tí còn phân tích cái đoạn sau kết hôn nữa. Đây là bước trước khi kết hôn ạ. Rồi thì bây giờ ví dụ như bây giờ kịch bản nè. Kịch bản nè. Kịch bản của việc anh chị làm giáo dục nè, đây là content mà các anh chị sẽ làm nha. Rồi, biết nè. Cái này là dành cho những người lạ trở thành người bắt đầu quen dần. À, ví dụ như là các anh chị làm giáo dục. À, thì đầu tiên các anh chị hiện diện đúng không ạ? Hiện diện. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiện diện với khách hàng á, chúng ta hiện diện mà chúng ta hiện diện kiểu gì ta? Bây giờ một cái content mà để hiện diện kiểu gì ta? Thì thường á, để chúng ta hiện diện vậy á, thì chúng ta hãy cho khách hàng, hãy gọi là hãy giúp khách hàng giải quyết những cái vấn đề nhỏ thôi. Ví dụ như anh Hoàng anh đứng từ xa nha. Anh thấy chị Xuyến đứng đó. Bây giờ làm sao để tiếp cận được ta? À, anh quan sát. À, sau khi anh thấy gì? Anh thấy chị Xuyến đang đang loay hoay đi 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 tìm cái gì đó. À, ví dụ như đi tìm cái cục sạc, đang lấy cái sạc để sạc sạc, sạc điện thoại mà sạc không được. À, thế là gì? Anh vội vàng anh chạy qua quầy lễ tân, anh mượn cái sạc, anh nói em đang đi, em đang muốn sạc điện thoại đúng không? Đây này, à, anh cho em mượn. Thế thì khi mà các anh chị hiện diện cho khách hàng để khách hàng biết á, thì chúng ta phải hiện diện làm sao để cho khách hàng họ thấy chúng ta có giá trị, họ thấy chúng ta có giá trị.
đó là giải quyết được những cái vấn đề nhỏ. Thì ví dụ như áp dụng trong giáo dục như thế nào? Sau khi mà các anh chị có được content của khách hàng, ví dụ như các anh chị ở đây đa phần là đào tạo về 5 phút thuộc bài, thì đối tượng 5 phút thuộc bài á, đó là chúng ta, người mua là bố mẹ, người dùng là ai các anh chị? Người dùng là các con. Nhưng mà tại sao bố mẹ lại mua cho các con để học? Là bởi vì bố mẹ muốn con mình tốt đẹp hơn, cải thiện mối quan hệ giữa bố mẹ và con. Vậy thì trong vấn đề mối quan hệ giữa bố mẹ và con, nó sẽ có rất rất nhiều những cái việc nhỏ khác mà bất cứ một bậc phụ huynh nào cũng trải qua cả. Ví dụ như bạn sẽ làm gì khi con hỏi gia đình mình giàu hay nghèo? Bạn sẽ làm gì nếu như bạn nhờ con làm một việc gì đó mà con gì? Mãi xem tivi. À, những cái việc rất là nhỏ bạn có thể giúp khách hàng được. Đúng không ạ? Những cái việc rất là nhỏ. Ví dụ như sau khi chị anh Tiệp ha. Anh Bùi Xuân rồi. Mọi người bảo anh Tiệp đi. Ví dụ như sau khi khách hàng anh Tiệp làm về mạng giáo dục là đi. Anh Tiệp có được email của khách hàng. Thì cái email tiếp theo cái anh Tiệp là gửi sẽ là cái gì? Bây giờ lúc cái người ta nhận quà là do người ta không biết đến anh Tiệp, mà là người ta thấy trên Facebook, người ta click vô, người ta đăng ký nhận quà, ví dụ như nhận một cái file tài liệu hay gì đó. Thì bây giờ người ta chưa biết gì của anh cả, đó là khách hàng lạ. Thế bây giờ phải làm sao để người ta biết anh Tiệp? Thế anh Tiệp mới gửi một cái email như thế này. À, hãy bắt đầu với vấn đề nha các anh chị. Chào bạn, có phải bạn đã để lại thông tin và nhận một trong những cái phần quà của chúng tôi, của tôi gửi cho bạn từ tuần trước đúng không? Và tôi biết chắc một điều rằng bạn là một trong những phụ huynh rất yêu thương con của mình. Và đó là lý do mà bạn đã nhận phần quà của tôi. Rồi, bây giờ ảnh mới muốn cho người ta biết ảnh nè. À, bây giờ, trong 10 năm làm lĩnh vực giáo dục, anh bắt đầu anh khoe ha, trong 10 năm làm lĩnh vực giáo dục hoặc là trong 3 năm làm lĩnh vực giáo dục, tôi đã nhận rất nhiều các câu hỏi của phụ huynh như là làm thế nào để con vâng lời hơn, làm thế nào để thuyết phục con hãy làm việc nhà, hay làm thế nào. Và trong tất cả những câu hỏi đó thì cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra những cái cách thức để giúp cho mỗi phụ huynh có thể áp dụng được cho gia đình của mình, cho con của mình, mà nó vô cùng đơn giản. Và trong những ngày tới tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị về cách làm này. Và nếu các anh chị là những người những phụ huynh thật sự yêu con cái của mình, thì đây là một trong những cái điều rất tuyệt vời để giúp cho các anh chị, giúp cho con của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi sẽ gặp lại các anh chị trong email tiếp theo. Thì đó, đầu tiên là anh Tiệp kết nối lại với khách hàng, đúng không ạ? Hiện diện và kết nối. Và trong cái hiện diện và kết nối đó, anh Tiệp gì ạ? Anh Tiệp muốn người khác biết về ảnh đang làm giáo dục và biết về thâm niên của ảnh đang làm giáo dục như thế nào, và biết về ảnh có nhiều khách hàng hỏi thăm ảnh như thế nào. Thì đó là bản chất hay là hình thức ạ? Hình thức là gì? Ảnh kết nối lại với khách hàng. Nhưng về bản chất là anh muốn gì? Anh muốn khách hàng biết đến ảnh. Đúng rồi, sâu về biết về bản, biết về cá nhân mình đúng không? Dạ, đúng rồi, chính xác. Tuyệt vời ạ. Rồi, các anh chị phân tích nha. Về hình thức là chúng ta hiện diện, chúng ta kết nối. Nhưng về bản chất là chúng ta muốn biết với khách hàng. À, sau đó ngày hôm sau, 2 ngày sau, anh Tiệp lại gửi thêm một cái email nữa. À, bây giờ muốn hỏi nè, anh Tiệp sẽ gửi một cái email nè. Con bạn có bao giờ lớn tiếng với bạn chưa? À, cái phụ huynh người ta mở cái email đó, ủa cái gì đây? Sao? Có chứ, hình như mình có rồi, có sự tương đồng. Đó là hiểu. À, đó là một chuyện rất là bình thường. Nếu như các anh chị đã có từ 2 đứa con trở lên, những đứa nhẹ, đứa trẻ ương bướng thì phần lớn nó sẽ có khuynh hướng là lớn tiếng như vậy. Nhưng từ nhỏ chúng ta phải biết ngỏ điều chỉnh cái việc con thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nếu không lớn nó sẽ thế này kia. Phần lớn các bậc phụ huynh thì hay
Hay ví dụ như quát mắng con khi con như vậy, nhưng rất ít phụ huynh chịu ngồi xuống và lắng nghe những chia sẻ của con. Và tuần vừa rồi thì tôi đã tư vấn cho chị cho chị Hoàng Anh cho chị Hoàng Anh về cách làm sao để giúp cho con của mình vâng lời, hay là con của mình không lớn tiếng khi mà nói chuyện với bố mẹ. Và chị nói với tôi rằng đây là một trong những cái điều rất là đơn giản mà đã áp dụng được ngay. Và tôi không những giúp cho chị Hoàng Anh mà tôi còn giúp rất nhiều các phụ huynh khác, vì đây chính là chuyên môn của tôi. Rồi, thì các anh chị thấy hình thức là gì ạ? Hình thức là gì và bản chất ở dưới đây là gì ạ? Hình thức là một cái email nói về gì ạ? Giải quyết một cái vấn đề, đúng không ạ? Giải quyết một cái vấn đề đó là con hay lớn tiếng. Nhưng về bản chất là gì? Bản chất là giúp khách hàng hiểu rằng mình đang làm trong lĩnh vực giáo dục và mình đã giúp cho nhiều phụ huynh gì ạ? Nhiều phụ huynh cải thiện được mối quan hệ được con cái của họ. Đó, các anh chị hình dung chưa? Nếu mà các anh chị chỉ viết một cái email nó mang yếu tố hình thức thôi á, mà nó không có bản chất ở bên dưới á, thì các anh chị sẽ không bao giờ tạo ra được hiệu quả cả. Nên chúng ta phải tạo ra một cái email nó có hình thức, nhưng nó phải có bản chất bên dưới. Rồi, sau đó kết thúc cái email, anh Tiệp ứng dụng cái chiến lược gọi là thả thính, phim dài tập giống như cô dâu 8 tuổi. Sau khi anh gửi email đó xong, anh bảo là tuần sau tôi sẽ kể về câu chuyện của chị Thu Hà. Chị đã áp dụng một trong những phương pháp học tập mà tôi chia sẻ với chị, và con của chị đã vô cùng tiến bộ. Lúc này cái người khách hàng á, mà họ đọc xong email đầu tiên, sau họ thấy rằng tuần sau có cái email đó nữa, họ có cảm giác là muốn chờ đợi được xem tập thứ hai. Ủa, chị Thu Hà đó chị làm gì mà con của chị học tiến bộ lên, đúng không ạ? Rồi, thế thì tuần hôm sau, email thứ ba mà anh Tiệp gửi, email thứ ba anh Tiệp gửi đó là gì? Cách chị Thu Hà biến con mình trở thành một thần đồng, hay là gì? Con mình tự học chuyên nghiệp, tự học, tự giác trong việc học tập. Đó. Sau đó anh Tiệp mới gửi một email như này. Ngày hôm qua tôi mới vừa nghe câu chuyện của chị Thu Hà. Chị Thu Hà là một khách hàng mua sản phẩm tâm trí lực của bên tôi chắc được 3 tháng rồi. Thì khi mà chị Hà đến với tôi thì chị gặp một cái tình trạng là con của chị không chịu, lười biếng gì đó. Nhưng mà khi mà nói đến sản phẩm tâm trí lực thì chị cũng có sự ngần ngại, bởi vì chị không tin rằng có thể thay đổi con của mình được. Và đó là phần lớn các phụ huynh khác cũng nghĩ như vậy. Và khi mà học cái chương trình của tôi xong thì con của chị đã như này, và sau đó chị kể với tôi là con chị vừa đạt được cái thành tích gì đó, kèm cái hình đứa nhỏ cầm một cái cúp lên sân khấu nhận món quà. Và chị nói rằng rất là tuyệt vời, bởi vì nhờ cái chương trình đó mà con của chị đã thay đổi rất nhiều. Đó là hình thức, bản chất nè. Và nếu như các anh chị vẫn chưa biết đến phương pháp này và vẫn chưa tin đến phương pháp này, thì các anh chị hãy đến gặp tôi, vì tôi dự kiến sẽ tổ chức một chương trình miễn phí để các anh chị hiểu hơn về phương pháp này trong tuần sau. Và các anh chị quan tâm thì hãy để cho tôi biết, và tuần sau tôi sẽ gặp lại các anh chị với một cái email khác với đầy giá trị hơn về các cái điều mà các anh chị sẽ nhận được. Các anh chị thấy không ạ? Hình thức ở đây là gì? Hình thức ở đây là sau kết quả, nhưng về bản chất là giúp khách hàng thay đổi niềm tin. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị hiểu những gì Quốc chia sẻ của mình? Yes, được không ạ? Các anh chị hiểu gì Quốc chia sẻ của mình? Yes, được không ạ? Học thì phải hiểu ạ, hiểu thì phải làm ạ. Làm liên tục thì mới có kết quả được ạ. Yes, rồi. Nha. Yeah. Nên là ở người Việt Nam mà nó có hai cái câu là cái thằng đó nó hay nói đía, anh Huy nhờ. Nói đía nghĩa là gì? Content là một kiểu nhưng bản chất là kiểu khác. Nghĩa là hình thức là kiểu khác, nhưng mà cái thâm thúy ở bên trong là cái khác. Thì đó là cái hay của văn văn Việt Nam mình.
Đúng không ạ? Thì ở đây có phân tích các anh chị là gì? Hình thức và bản chất ở trong content. Bản chất là cái mà mình muốn làm được, nhưng mà hình thức là một cái khác. Rồi, sau đó tới cái email thứ tư. À, cái email thứ tư thì anh gì ạ? Anh email thứ tư thì anh tìm mới bây giờ làm sao cho họ họ yêu quý mình à. À, họ yêu quý mình. Đó, thì bây giờ ảnh mới làm gì? Ảnh mới cho họ thấy tương lai, tiềm năng trong tương lai, đúng không ạ? Tiềm năng trong tương lai. Thế email thứ tư ảnh sẽ gửi như thế này: trời ơi, bạn biết chuyện gì chưa? Tuần vừa rồi, sau khi thống kê xong, tôi phát hiện ra một điều là 20% khách hàng của tôi, 20% những con của các phụ huynh khi mà học chương trình của tôi, họ đã có những kết quả vô cùng vượt bậc. Con của chị A như thế này, con của chị B như thế này, con chị C như thế này, con chị D như thế này. Và họ đã trải qua một cái hành trình 20 bước liên tục như thế này và họ đã đạt được kết quả như thế này. Và tôi cảm thấy rất là tự hào về sản phẩm là 5 phút thuộc bài của mình. Nó đã thay đổi cuộc đời của rất là nhiều người. Và nếu như các anh chị là phụ huynh, các anh chị cũng sẽ có khao khát giống như tôi, đó là giúp cho con cái của mình trở nên tiến bộ hơn, tuyệt vời hơn. Con của chúng chúng của cái gì à, chúng ta có thể không không phải là một người thành công bây giờ, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để làm việc đó cho con cái của mình trong tương lai. Đừng để con của bạn giống như bạn, hãy giúp cho con của bạn tuyệt vời hơn. Và hãy đăng ký ngay để gặp tôi và tôi sẽ tư vấn cho các anh chị. Rồi, hello các anh chị thấy một cái kịch bản email nó có sự dẫn dắt không ạ? À? Có phải mỗi ngày cái cảm xúc nó thăng hoa hơn và khách hàng dễ ra quyết định hơn không ạ? À? Và nếu như trong chương trình đó, trong chương trình đó tôi sẽ thu phí là 100 nghìn. Nhưng mà nếu các anh chị học xong mà các anh chị cảm thấy dễ thì tôi sẽ hoàn lại tiền 100 nghìn và không thu hồi bất kỳ quà tặng nào trong chương trình đó. Ví dụ gì đó, nó kèm cam kết nữa. Kèm cam kết nữa à, thì lúc đó khách hàng sẽ gì, nhanh chóng để ra quyết định mua hàng hơn, chứ không phải tự nhiên mới gặp khách hàng bắt người ta mua hàng người ta mua đâu. Rồi các anh chị hiểu kịch bản của mình không ạ? À? Có cần thêm ví dụ không ạ? À? Nếu cần thêm ví dụ ngành nghề nào hãy comment giúp quá ạ. À. À, chúng ta đang biến một người lạ trở thành một người quen. Đúng không ạ? Một người lạ trở thành một người quen. À, người lạ nè. Đó, trở thành người quen. Hay gọi là lạnh á. À, đây là giai đoạn lạnh nè. Sau làm ấm nè. Làm ấm nè. Thì nóng nè. Ừ. Bất động sản. Ok. Bất động sản. Rồi. Thì đây là trạng thái cảm xúc nha, tức là chúng ta phải đi từ khách hàng biết mình, hiểu mình, tin mình, xong yêu mình. Rồi, thì sau khi mà khách hàng đăng ký vào một cái form nào đó, à, bây giờ chị Tú muốn hiện diện với khách hàng, thì áp dụng công thức đó là 4321, 40%. 40% là gì các anh chị ạ? À? 40% là gì? Các cái mẹo vặt, những giải quyết vấn đề nhỏ. Rồi bây giờ chị Tú, sau khi khách hàng đăng ký xong tài liệu gì đó hay là tham gia một sự kiện của chị Tú, em không biết, ví dụ như là sự kiện ra mắt sản phẩm, đăng ký vào form để mà ra mắt sản phẩm, sau đó một ngày chị Tú gửi cho họ một cái email như này: chào Quốc, rất là nhiều nhà đầu tư mà trong suốt quá trình Tú tư vấn và bán hàng, họ gặp một cái vấn đề, đó là họ không hề biết đâu là sổ giả và đâu là sổ thật. Và với một người tư vấn bất động sản, tôi cực kỳ phẫn nộ, tôi cực kỳ bực bội, tôi cực kỳ gọi là giận dữ với những người đi lừa đảo người khác để trục lợi cá nhân cho mình. À, và tôi quyết định phải giúp cho các anh chị biết cách làm thế nào để phân biệt được đâu là sổ thật và đâu là sổ giả. Và đây là những điều mà tôi muốn gửi cho các anh chị. Có thể trong một vài ngày tới tôi sẽ gửi thêm một vài email khác. Và những email đó cũng là những cái cách thức mà tôi có thể giúp cho các anh chị sở hữu bất động sản tốt hơn. Hãy đợi những email của tôi nhé.
Rồi, các anh chị phân tích đi ạ. Về hình thức ở đây là chị Tú đang làm gì mọi người? Các anh chị comment đi ạ. Hình thức của email đầu tiên là gì? Giải quyết vấn đề gì ạ? Tạo sự chú ý là bản chất rồi chị. Hình thức khác ạ. Hình thức có nghĩa là ở trong cái nội dung chúng ta nói về cái gì. Còn bản chất là cái mục tiêu, mục đích của chúng ta. Đúng không ạ? Mọi người phải phân tích một cái content. Hình thức. Hình thức là gì? Giải quyết vấn đề là gì? Giúp khách hàng biết được đâu là sổ thật, đâu là sổ giả. Yes. Nói về sổ thật, sổ giả. Đúng rồi, anh Tiệp hiểu rồi. Các anh chị tương tác đi ạ. Các anh chị tương tác để các anh chị hiểu bài nha. Nhưng về bản chất là gì? Các anh chị để ý trong content của chị Tú có cái câu là gì? Trong 10 năm hay thì trong 5 năm làm nghề bất động sản của tôi, tôi đã gặp rất nhiều các khách hàng có những vấn đề như thế này. Chứ gì? Chị Tú đang về bản chất là chị Tú muốn nói là gì? Khách hàng, đây tôi là Tú đây, tôi làm bất động sản 10 năm rồi. Đúng không ạ? Tôi giúp cho nhiều khách hàng rồi. Dạ, được không ạ? Rồi các anh chị hiểu không ạ? Chúng ta phân tích content nha. Nó có bản hình chất, hình thức và bản chất. Có hay không mọi người? Có hay không ạ? Có hay comment giúp quá yes để quá biết là có hay không ạ? Nếu không hay thì mình đi qua luôn. Còn hay thì mình phân tích sâu hơn ạ. Yes, đó. Rồi. Sau đó là gì? Em mở cái email ra nó hay quá, cái này mình cũng sợ quá đi. Mình hồi giờ mình làm bất động sản chứ mình gặp cái mình mua mình biết khi mình soi mấy sổ lắm. Ha, lật đật lấy con sổ ra soi thử. Anh Huy đi lấy sổ ra soi nha. Rồi, biết. Biết. Rồi, biết nè. Bắt đầu hiểu nè. Hiểu có nghĩa là làm sao để họ hiểu. Họ hiểu mình. Họ hiểu mình. Hồi nãy là họ biết mình làm môi giới thôi. Họ biết là chị Tú làm môi giới thôi. Bây giờ họ hiểu cái công việc của mình. Họ hiểu cái cách mình làm. Họ hiểu những gì mình đang làm. Rồi. Ok. Thì hỏi và kể. Hỏi và kể. Rồi bắt đầu hiểu. Bây giờ chị Tú muốn khách hàng hiểu gì về chị ạ? Hiểu gì ạ? Nó phải có bản chất. Bản chất là hiểu cái gì là phải rõ ràng nha. Biết cái gì, hiểu cái gì, tin cái gì, yêu cái gì. Có thể là yêu doanh nghiệp của mình, yêu sản phẩm của mình. Nó tùy vào cái bản chất ở dưới mà nó sẽ tạo ra cái hình thức khác. Rồi chị Tú muốn khách hàng hiểu gì ạ? Muốn hiểu gì của chị ạ? Dạ, hiểu về cái sản phẩm của mình là sản phẩm có chất lượng, có uy tín đấy thầy. Rồi, ok, hay quá, rồi. Rồi bắt đầu nha. Sau đó 2 ngày, chị Tú mới gửi cho khách hàng một cái email. Đó là gì? Một khách hàng của tôi đã mất tiền vì không biết điều này. Có người ta vô ta xem, người ta mất hồn hỏi. Tôi vô cùng bất ngờ khi gặp một số khách hàng và khi tôi hỏi khách hàng đâu là một dự án tiềm năng thì gần như những câu trả lời đều chung chung. Sáng hôm nay tôi có gặp anh Nguyễn Huy và anh nói với tôi là anh đang định đầu tư một cái dự án ABC gì đó. Tôi không tiện nói ra ở đây. Nhưng khi tôi hỏi là anh Huy, thế tiêu chí nào để anh đánh giá một dự án tiềm năng? Thì anh Huy nói rằng nó là cái này, cái kia, cái nọ. Đó. Nhưng mà thật ra là nó không đủ. Đó là cảm tính thôi. Để đánh giá một dự án tiềm năng thì nó phải có những tiêu chí sau đây. Đó là một, ví dụ như dự án. Hai, ví dụ như. Sau chị, đó là hình thức nha. Xong bản chất nè. Bản chất chị Tú mới nói là ví dụ như dự án Modoro Blend mà bên tôi đang triển khai, nó có đầy đủ những cái yếu tố đó. Nhưng mà rất nhiều khách hàng không biết rằng nó là một dự án vô cùng tiềm năng. Đầy đủ những tiêu chí ở trên. Rồi, các anh chị thấy không ạ? Hình thức là gì? Hình thức ở đây là gì? Hình thức ở trong câu chuyện của chị Tú ở đây là gì? Đưa ra những cái gạch đầu dòng về cách nhận biết một dự án tiềm năng. Nhưng mà bản chất là gì? Giới thiệu dự án Modoro Land. Ok không ạ? Rồi, mọi người hình dung ạ. Bây giờ em ví dụ nha, nếu mọi người nhận hai cái email. Chào anh Huy, sắp tới Modoro mở bán dự án Modoro Land với đầy đủ các cái tiện ích ABCD. Rồi, anh net luôn, đúng không? Anh thấy email vậy là anh net luôn.
tôi không có nhu cầu. Nhưng mà ví dụ như gửi một cái email là rất nhiều người mất tiền vì không biết điều này, anh Huy dừng lại, what, mất tiền vì điều gì? Ngày hôm qua tôi gặp một khách hàng và khách hàng đi mua đầu tư một dự án và anh nói rằng đây là tiêu chí lựa chọn dự án của anh. Và tôi khá là bất ngờ vì không những anh Huy mà hơn 100 khách hàng tôi phỏng vấn thì đều có câu trả lời tương tự. Họ đều không biết rằng nó còn có những cái yếu tố khác đây 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 đây, đây này mà họ không biết. Và ví dụ như dự án mà tôi đang phân phối đó là Modulo, nó có cơ chế pháp lý rõ ràng đây, nó có bảo đảm cho nhà đầu tư đây, nó có cơ sở hạ tầng đường đã được xây dựng như nào, nó có yes rồi. Các chị thấy không ạ? Các anh chị phải đi kèm bản chất và hình thức ở trong content thì các anh chị mới bán hàng được. Còn các anh chị cứ trực diện vô nói về việc mình muốn làm không ạ? Em ơi, yêu anh đi. Em ơi, tin anh đi. Em ơi, có hiểu cho anh hay không? Thì không ai hiểu cả. Rồi, bao nhiêu đồng số anh chị hiểu gì, Quốc chia sẻ, có thể comment yes được không ạ? Yes. Rồi, chị Tú thấy hay không? Có thấy hợp lý không? Chị Tú thấy hai cái email đó thì ai sẽ là người đọc? Cái mail nào sẽ là người ta đọc và cái email nào người ta sẽ lướt qua? Nếu mà các anh chị đi trực diện vô cái email nói về sản phẩm của mình, người ta sẽ lướt qua luôn. Tại vì các anh chị, người ta sẽ nói là suốt ngày bán hàng. Nhưng mà khi các anh chị không có bán hàng gì cả, các anh chị đang gì? Hình thức là trao giá trị, nhưng mà vật chất là đang bán hàng, thì người ta rất thích nhẹ nhàng tình cảm. Giống như mấy anh mà đi tán mấy chị thôi. Thật ra là muốn, trời, muốn nắm tay con người ta thí bà luôn, muốn cưa con người ta thí bà luôn, nhưng mà cũng chảnh một tí, đúng không ạ? Nó nhẹ nhàng. À, giả bộ là gì, chu đáo giúp đỡ, nhưng mà thật ra là muốn cưa con người ta, cưới về xong chả thấy cho cơm vào mồm cá nha. lúc mới quen là gì, dẫn đi ăn shopping, quan tâm chăm sóc, hôm nay em có ốm không, hôm nay em có lạnh không, cưới về chả thấy hỏi. Câu được con cá rồi, việc gì phải cho cá ăn mồi nữa. Không nên nha. Một tí quá sẽ nói về việc đó. Chinh phục khách hàng giống như chinh phục người yêu vậy. Rồi, thì vừa rồi Quốc vừa giúp cho chị Tú, giúp cho khách hàng tin dự án của chị. Bây giờ giúp cho khách hàng yêu nè. Rồi giúp cho khách hàng yêu nè. Làm sao ạ? Làm sao giúp khách hàng yêu mọi người? Mọi người comment đi. Làm sao để khách hàng yêu? Dạ, yeah. Cho khách hàng thấy tiềm năng trong tương lai ở trong màn hình kìa. Cho khách hàng thấy tiềm năng trong tương lai. Tiềm năng trong tương lai. Có nghĩa là họ đến với mình, họ sẽ có được nhiều thứ trong tương lai. Hoặc là họ sẽ có được nhiều kết quả tốt hơn. Là những thứ mà mình cam kết đó. Thì các anh chị có thể cam kết. Hoặc là các anh chị gửi lời hứa. Đó. Rồi, thế thì yêu. Yêu thì phải gì ạ? Muốn khách hàng yêu thì phải cho khách hàng thấy về tương lai tươi sáng. Vâng vâng, thì ví dụ như trong câu chuyện của chị Tú. Câu chuyện gì Tú? Chị Tú gửi một cái tiêu đề gì như thế này. Không thể tin được. Chị ấy đã thay đổi nhiều như thế nào. Chị Lan, chị Úc, chị Cúc, anh Huy, Lan Huy ví dụ. Không thể tin được anh Huy đã thay đổi nhiều như thế nào. Sáng hôm nay tôi đi chợ và tình cờ gặp anh Huy. Tôi đi shopping, tôi đi siêu thị và tình cờ gặp anh Huy. Và anh Huy đã chạy tới và bắt tay tôi niềm nở. Nói với tôi rằng nhờ vào dự án mà tôi đã tư vấn cho anh Huy ở dụ như là eBayland trước đó mà anh Huy đã đầu tư. Và bây giờ anh Huy vừa bán xong dự án và anh đi lời được gấp đôi khoản đầu tư. Và anh Huy rất là tuyệt vời. Và rất là tin tưởng vào tiềm năng mà tôi đã tư vấn. Tôi không có ý để khoe kết quả của tôi. Các anh chị có thể nhìn hình bên dưới là anh Huy đang chụp hình ở cái mảnh đất mà anh mua ở eBayland. Thông điệp của tôi ở đây muốn nói rằng với mọi khách hàng mà chúng tôi đem lại kết quả cho họ thì chúng tôi rất là vui và hạnh phúc, bởi vì chúng tôi không bán bất động sản, chúng tôi bán cơ hội cho khách hàng. Và anh Huy lại hỏi tôi về cơ hội đầu tư tiếp theo, đó là
dự án gì có thể giúp cho anh giữ vốn trong thời gian tới. Thì tôi cũng nói với anh rằng sắp tới là bên tôi mở bán dự án Modularland với những cái tiện ích gì đó. Nhưng mà với dự án này thì tôi cũng nói với anh, nó sẽ không lợi nhuận nhân đôi giống như dự án Ibailand được, bởi vì trong thời thì kinh tế nó đang khó khăn. Tuy nhiên nó vẫn sẽ sinh lời, nhưng mà sẽ trong dài hạn hơn. Và bởi vì anh rất yêu quý tôi và tin tưởng những gì tôi chia sẻ, nên anh đã quyết định tham gia vào dự án Modularland này. Và tới thời điểm hiện tại khi tôi gửi email này cho bạn thì tôi đã bán được là 20 căn hay 40 căn gì đó. Là có sao nói vậy nha các anh chị. Và chúng tôi chỉ còn lại khoảng 10 căn, 20 căn. Và nếu các anh chị giống như câu chuyện, và nếu các anh chị, mình bỏ từ nếu đi ha, và các anh chị mong muốn được như anh Huy, thì hãy để lại thông tin để chúng tôi tư vấn cho các anh chị. Rồi, các anh chị thấy về bản chất, về hình thức ở đây là gì ạ? Các anh chị thử phân tích đi ạ, hình thức là gì ạ và bản chất là gì ạ? Rồi, về hình thức ở trong cái email này chúng ta đang nói về gì? Câu chuyện của ai ạ? Câu chuyện của ai ạ? Một tương lai tươi đẹp của ai ạ? Của anh Huy đúng không ạ? Một kết quả của anh Huy. Anh Huy làm dựng quyền cũng lấy content này làm nè nha. Anh Huy có chuỗi, anh Huy làm Tokyo Sachi. Câu chuyện khách hàng, yes, câu chuyện khách hàng. Mà nói đúng hơn là gì? Kết quả tươi đẹp của khách hàng. Câu chuyện thì nó nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà mình phải nói đến kết quả tươi đẹp. À, có nghĩa là ai đó đến với mình, họ trở nên tuyệt vời hơn. Thì đó là tương lai, mình mô phỏng tương lai của họ. Đó, mô phỏng tương lai của họ. Ví dụ như anh Huy bảo là khi mà mới đầu tư cho tôi thì người ta cũng sợ lắm. Nhưng mà sau đó thì sau khi mà đầu tư cùng với tôi thì bây giờ Tokyo Saichi đã vận hành tự động và tạo ra doanh thu và lợi nhuận như vậy. Và bây giờ họ lại đặt vấn đề với tôi là có mở quán nữa thứ hai hay không để họ đầu tư cùng. Thì đó chính là gì? Chúng ta nói đến cái gì? Cái kết quả tuyệt vời của một khách hàng của chúng ta để mô phỏng một cái tương lai thứ hai, thứ ba, thứ tư cho khách hàng mới. Rồi. Rồi thì đó, đó chính là gì? Là yêu. Rồi, các anh chị hình dung chưa ạ? Đó là kịch bản email, kịch bản content để chúng ta chăm sóc cho khách hàng. Và khi chúng ta gửi email thì chúng ta sẽ có một cái lợi rất là đặc biệt, đó là chúng ta nói chuyện với một người thôi. Ví dụ như em gửi email cho anh Tiệp, làm sao mà chị Tú đọc được? Em gửi mail cho chị Tú, làm sao mà chị Sen Bùi đọc được? Đúng không ạ? Mà nếu mà không có đọc, không có ai đọc được thì đâu có thị phi. Không có thị phi. Nếu mà các anh chị đăng lên Facebook, nhiều khi các anh sợ người ta không tin mình, trong khi là mình nói thiệt, đúng không ạ? Nhưng mà mình gửi cho chị Tú thì cái cảm nhận giữa mình và chị Tú khác nhau. Mình gửi cho anh Tiệp thì cái cảm nhận giữa mình và anh Tiệp khác nhau. Đó. Thì đây là công thức để các anh chị xây dựng một cái kịch bản nuôi dưỡng khách hàng. Quốc thấy có rất là nhiều anh chị đang thu hút rất là nhiều khách hàng sau khi áp dụng cái chương trình thứ nhất của Quốc. Đó là chương trình xây dựng phễu thu hút khách hàng. À, mọi người tạo ra rất là nhiều quà tặng luôn. Rất là nhiều quà tặng luôn ạ. À. À, các anh chị để ý á. Đây. Đây, Modoro cũng có rất là nhiều quà tặng nha. Rất là nhiều quà tặng. Tặng sách nè, tặng quy trình nè. Đó, tặng rất là nhiều. Nhưng bây giờ nếu mà tặng xong, khách hàng vô mà chúng ta không chăm họ, chúng ta không nuôi dưỡng, chúng ta không kết nối với họ là sẽ nguội ngay lập tức, lạnh ngay lập tức. Nên là gì? Chúng ta phải chăm sóc họ. Yes, đúng rồi. Trên Face nhiều khi thông tin tốt, nhưng mà góc nhìn khác đi nên sẽ gây cái hiệu ứng ngược lại. Qua email thì chả ai. Các anh chị ném đá vào đối thủ cũng không sợ nữa. Cũng không sợ thị phi nữa. Ví dụ như ở trên mạng có cái sự việc nào đó nó bóc phốt đi, mình định mình lên mình phân tích thì sợ người ta vô người ta ném đá. Nhưng mà nếu các anh chị phân tích trong email ơi, sau các anh chị sử dụng hình thức là phân tích câu chuyện đó, nhưng mà về bản chất các anh chị vậy phải kèm nha, đi đôi nha. Bản chất là các anh chị phải đi kèm, bản chất các anh chị phải lồng ghép vô. À, nó là cái gì thì lúc đó là gì? Lúc đó các anh chị mới
mới mới mới mới mới mới mới dễ bán hàng được, đu trend được. Ví dụ như nói về việc vừa rồi tôi vừa nghe việc Nga và Ukraine đánh nhau, có người thì binh Ukraine, có người thì binh bên Nga, có người thì nói thế này, người nói kia, nhưng mà đó chỉ là những cái việc đâu đâu ở ngoài trời Tây, trong khi có một những cái việc rất là quan trọng ở Việt Nam mà rất nhiều người không để ý tới, và chính cuộc chiến tranh đó đã ảnh hưởng đến giá cả bất động sản rất nhiều. Chị Tú thấy không ạ? Hình thức là mượn chuyện của người khác, nhưng mà bản chất là đang nói về sự biến động giá của thị trường. Mọi người hiểu không ạ? Yes. Nha. Các anh chị áp dụng cái công thức này, hình thức là mượn chuyện của người khác, mượn cái thông điệp của người khác, nhưng mà bản chất là phải nói về việc của mình. Và việc đó ảnh hưởng đến giá vàng, giá bất động sản và rất nhiều nhà đầu tư điêu đứng. Nhưng mà có một khách hàng của tôi, đó là anh Huy, lại là anh Huy. Anh Huy nói rằng với cái cách gọi là với cái cách đầu tư và phân bổ vốn mà chị Tú tư vấn cho anh Huy, thì dù cho ảnh hưởng của chiến tranh hay dịch bệnh thì anh Huy vẫn cảm thấy là không áp lực lắm. Thế về bản chất ở đây là gì? Chị Tú khoe cái năng lực của mình, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị hiểu cái content, biết cách viết bài. Rồi, đây ạ. Rồi, các anh chị nào đặt câu hỏi không ạ? Hay là các anh chị nào cần ví dụ thêm không ạ? Một cái content hay là content phải đi kèm hình thức và bản chất. Đừng đi trực tiếp vào bản chất của mình, mà hãy đi vào hình thức. Các anh chị mà làm sao được thượng thừa đến là gì? Cầm một cái ly lên, cầm một cái ly lên cũng có thể viết bài được, mới bá đạo. Sáng hôm nay con tôi hỏi là bố ơi tại sao cái ly nó lại có cái vai? Ví dụ vậy. Thì đây là các anh chị làm content content giáo dục này. Sáng hôm nay con tôi hỏi một cái câu mà tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, đó là tại sao cái ly lại có cái vai. Sau các anh chị dẫn có thể nói là và tôi trả lời với con rằng có cái vai thì con sẽ cầm nó thuận tiện hơn, và nếu như cái ly của con là nước nóng á, thì con sẽ không bị bỏng tay. Thì đâu đó nó cũng giống như việc chúng ta cho con của chúng ta rèn luyện cái kỹ năng mềm vậy. Nó có thể không có tác dụng ngay bây giờ, nhưng đến việc có chuyện thì nó lại vậy, là có tác dụng rất tuyệt vời. Và để rèn luyện được kỹ năng mềm của con thì các anh chị phải có một cái tư duy, đó là phải xem nó là một việc quan trọng, và phải phối hợp giữa nhà trường hay là với môi trường hay là với phụ huynh với con thì mới làm được, chẳng hạn như vậy. Thì các anh chị thấy không ạ? Thông qua một cái ly thôi, chúng ta hình thức là chúng ta kể một cái câu chuyện nói về cái ly, nhưng mà bản chất thì chúng ta đang giới thiệu về cái việc phát triển kỹ năng mềm cho con. Rồi các anh chị hình dung ạ? Rồi các anh chị thử liệt kê đi. Giờ tôi nè, bây giờ nè, các anh chị thử nè, thử làm bài tập nè. Hoặc là anh chị nào raise hand lên cho ví dụ được trong chương trình thì quá tốt nè. Bây giờ các anh chị hãy đưa ra một cái thông điệp, một cái câu chuyện, một cái lời kể nào đó để hình thức, nhưng mà về bản chất để mọi người ở đây hiểu các anh chị đang làm gì. Rồi. Bài tập luôn ạ, bài tập tại 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 đây luôn. Rồi các anh chị raise hand đi, các anh chị thử kể cái câu chuyện gì đó, hay là thử bắt đầu với cái gì đó, nhưng mà cuối cùng đó là làm sao cho mọi người hiểu các anh chị đang kinh doanh gì. Biết các anh chị, hiểu các anh chị đang kinh doanh gì. Làm bài tập luôn đi ạ. Rồi, xin mời anh Tim. Rồi, xin chào thầy Quốc cùng các anh các chị. Như các anh các chị biết rằng là hiện nay ấy, thì rất nhiều các bậc phụ huynh chúng ta đang cuốn vào một cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Và thực sự là cha mẹ không có thời gian để dành cho các con. Và kể cả những cái trường hợp mà chúng ta dành được thời gian cho các con thì cũng là những thời gian không được trọn vẹn. Đặc biệt là cái việc mà chúng ta phải hiện nay là cái việc mà chúng ta lo lắng nhất là cái chuyện học hành của các con.
và giúp cho các con có thể được trưởng thành. Thì có hai cái khía cạnh thứ nhất là về việc học tập. Thì chúng ta biết rằng hiện nay là cái thời lượng học tập của các con là gì, là rất nhiều, nhưng mà hiệu quả thì không cao. Và cha mẹ phải dành rất nhiều thời gian để đưa các con đi về. Và nhưng nếu mà cái việc mà đưa đi đón lại như thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian của cha mẹ. Ngoài ra thì con cái phải thường xuyên đi học, thường xuyên đến trường ấy. Ngoài cái áp lực ở trường ra thì nó sẽ tạo ra tâm lý học tập không được tốt. Và chính vì vậy nên khi chúng ta đầu tư rất nhiều nguồn lực nhưng mà hiệu quả mang lại là không có cao. Và ngày hôm nay thì Tiệp cũng muốn chia sẻ với các anh các chị một công cụ mà có thể giúp cho các anh các chị là gì? Là giảm được cái thời gian của việc đưa con đi đón con về, đồng thời là tạo cho con cái cảm hứng trong học tập. Thì bao nhiêu anh chị muốn nghe thì Tiệp sẽ chia sẻ cái công cụ này. Rồi rất là cảm ơn các anh các chị ạ. Rồi, cảm ơn anh Xuân Tiệp. Anh Xuân Tiệp thì cái sản phẩm mà anh đâu đó mọi người cảm nhận thứ anh Tiệp đang kinh doanh gì ạ? Tiệp bảo là sản phẩm để đưa đón con đi con về đúng không ạ? Một cái dịch vụ chúng ta cảm nhận là như vậy. Rồi, thì các anh chị lưu ý, đây là một cái lưu ý các anh chị ghi vào. Một cái lời nói mà có hiệu lực là lời nói của người thứ ba. Các anh chị ghi xuống ạ. Lời nói có hiệu lực là lời nói của người thứ ba. Thay vì anh Tiệp bảo là cha mẹ phụ huynh bây giờ không có thời gian, anh Tiệp chỉ cần thay đổi lại một tí, tại vì đó là lời của anh Tiệp nói. Bây giờ anh Tiệp thay lại một tí. Tuần vừa rồi tôi có gặp anh Ngọc Minh. Anh Ngọc Minh nói với tôi rằng anh quá bận rộn và không có thời gian để chăm cho con. Và tôi nhận ra là không phải một mình anh Ngọc Minh đâu, mà chính bản thân tôi và chắc chắn là anh chị cũng vậy. Ok không ạ? Các anh chị thấy nó khác hơn hồi nãy không ạ? Hồi nãy nó gì? Khi mà chúng ta nói với khách hàng, đó là chúng ta đang lên lớp với khách hàng. Và khách hàng không muốn được người khác chạy bảo. Đúng không ạ? Các anh chị lưu ý việc này. Khách hàng không hề muốn chúng ta dạy bảo họ. Khách hàng muốn tự mình học hỏi hơn. Vậy thì hãy mượn lời của người thứ ba. Đây là một cái tuyệt chiêu về xây dựng content nhé. Không nói mà mình mượn lời người khác mình nói. Đó. Cứ bắt đầu với chuyện là sáng hôm nay gặp anh Minh. Hôm nào mà Quốc nhận email của mấy anh chị ở đây mà sáng hôm nay nó rồi là ông này học chắc học lớp của ông Quốc rồi. Sau lâu lâu nó không sáng hôm nay, bảo chiều hôm nay, trưa hôm nay, tối hôm nay, khuya hôm nay. Các anh chị kể chuyện nó sẽ rất là tự nhiên. Tối hôm qua trước khi đi ngủ thì như mọi khi thì vợ tôi thường vào là ngủ ngáy khò khò. Bỗng nhiên hôm nay cô ấy lại vỗ vào vai tôi và hỏi: "Anh, sắp tới mình cho con học cái gì đây?" Tôi chợt nhận ra là tôi thậm chí còn chưa có kế hoạch để cho con mình học cái gì. Đúng không ạ? Đó là vì chúng ta mượn lời của vợ nhưng mà để nói cái việc đó. Đừng nói bằng lời của mình. Khách hàng không muốn được, không muốn bị chúng ta chỉ bảo, trừ khi chúng ta là chuyên gia. Lời nói hiệu lực là lời nói của người khác. Lên mà mấy anh mà về mà thuyết phục vợ, đừng có lý lẽ với vợ. Nói ai đó nói, một chuyên gia nào đó nói, bà ông Quốc nói, thầy anh nói, bạn của anh, nhà bạn của anh nó cũng y vậy, nó cũng nói vậy. Thì người ta nghe bảo mà mình nói cái là cãi ngay lập tức. Đúng không anh chị? Đúng không ạ? Dạ, thì khách hàng cũng vậy, đó là tâm lý nha, tâm lý học. Rồi các anh Tiệp chỉ cần đổi lại cái nhân xưng tí thôi là bài của anh hay liền. Rồi đổi lại nhân xưng. Rồi các anh chị raise hand lên, thử ví dụ công việc của mình đi ạ. Thử ví dụ theo kịch bản đơn giản này của Quốc đó. Sáng hôm nay, trưa hôm nay, chiều hôm nay gặp ai đó, ai đã nói câu đó, tôi không có nói câu đó. Một á, trong cái chương trình trước á, muốn viết content hay thì phải đi hóng chuyện. Đi hóng chuyện là cái gì? Các anh chị vô mấy cái hội nhóm á, vô mấy cái hội nhóm á, người ta suốt ngày than phiền thì đó là content hay. Mà có người than phiền luôn, lấy lên tên người đó. Mọi người hình dung à? Ví dụ như vừa rồi nha, Quốc giúp cho các anh chị mà làm content giáo dục á, đầu tiên là vô một cái hội đó là gì? Dạy con thông minh. Thế là vô sợ cái câu gì nè: đau đầu, bực mình, chán nản,
ức chế là ra một các mẹ lên than quá trời quá đất luôn. Tôi bực mình với con của tôi vì mỗi lần nói nó đi học là y như là nói với khúc gỗ. Rồi các anh chị bê nguyên cái đó vô làm content. Còn cái ông cái cô nào vừa nói bê luôn cái trò chị đó luôn. Sáng hôm nay vô tình lướt Facebook, tôi gặp câu chuyện của chị Sen Bùi chẳng hạn gì. Chị nói rằng mỗi lần kêu con chị đi học thì như là nói chuyện với khúc gỗ. Bê nguyên cái content đó bỏ vô ví dụ vậy thì sẽ rất là hay. Mọi người hình dung không ạ? Sau đó chúng ta mới bắt đầu dẫn vai chuyện của mình. Đó là gì? Con của tôi ngày trước cũng vậy. Hoặc là không những chị Bùi mà con của ai cũng vậy. Chị Sen mà con của ai cũng vậy. Đúng không ạ? Lên các cái hội nhóm và search những cái từ ngữ than phiền. Như là các anh chị thực phẩm bẩn hay vân vân, hay là các anh chị làm thực phẩm. Hoặc là có một cách nữa là lên nhóm và hỏi. Ví dụ như anh Huy vô mấy cái chỗ mà review nhà hàng món ăn á, vô anh Huy hỏi một câu là nếu nói đến món ăn Nhật, đâu là điều các anh chị lo ngại nhất? Là thôi hàng tỷ chị em vô fan là đó là content. Rồi các anh chị vô mấy cái hội nhóm, nếu nói đến việc dạy con, đâu là điều các anh chị ức chế nhất? Thế là trời ơi, đầy content, tự nhiên các anh chị có người cung cấp nội dung cho mình để mình về mình viết bài. Có phải sướng không? Phải sướng không các anh chị? Bây giờ đang bí quá, không biết viết cái gì, lên hỏi. Nếu nói đến việc cất nhà, đâu là điều các anh chị ức chế nhất? Rồi xong. Tôi ghét nhất là nhà thầu á, cố gắng lấy tiền rồi tôi ghét nhất. Rồi đấy, đấy là content 2. Được không ạ? Nếu nói đến việc mua bất động sản, đâu là điều các anh chị bực mình nhất? Rồi, các anh chị cứ lên đặt câu hỏi cho mấy cái hội nhóm á. Em xui với các anh chị là đầy người nhiều chuyện. Các anh chị tin không ạ? Có còn xem ví dụ không ạ? Có muốn xem ví dụ không ạ? Các anh chị muốn xem ví dụ của mình số 1 nha. Ủa có mình, có một người hả? Rồi, ok. Rồi. Và đó cũng là cách các anh chị, đó cũng là cách các anh chị có thêm khách hàng mà không cần phải đi tìm, mà người ta tự tìm tới. Rồi đây ạ. Rồi các anh chị nhìn thấy bài viết này có bao nhiêu like ạ? Có 6 like ạ. Có 1 share ạ. Rồi các anh chị nhìn nè. Rồi đây. Nếu nói đến việc kinh doanh theo bạn, đâu là vấn đề ưu tiên nhất? Rồi nhìn thấy gì đây ạ? Thấy gì đây không ạ? Thầy quá trời luôn. Mỗi người 10 ý. Ngày hôm qua khi tôi lướt trên Facebook, tôi thấy một câu hỏi của một anh nào đó, hoặc là chính tôi đi hỏi cũng được. Ngày hôm qua khi tôi vào một cái hội nhóm và tôi hỏi mọi người là nếu nói đến việc kinh doanh thì theo các anh chị đâu là vấn đề các anh chị ưu tiên nhất? Có người thì nói đến gì ạ? Khả năng nắm bắt và thu thập thông tin. Có người thì nói là khách hàng cần gì thì bán cái đó. Có người thì nói tìm kiếm sản phẩm. Có người thì nói này. Nhưng chung quy lại, muốn thành công hay không thì vẫn phải là bán được hàng. Các anh chị thấy không ạ? Cách chúng ta dẫn dắt câu chuyện từ một cái việc của người khác sang cái việc của mình. Đúng không ạ? Này, sai lầm của những chủ doanh nghiệp là không lưu trữ khai thác. Nói về sai lầm của họ, hỏi vấn đề mà họ quan tâm nhất. Hoặc là gì ạ? Gợi ý nhắc đến họ. Đây, gợi ý nhắc đến họ đây. Tìm những người thất bại trong kinh doanh để hợp tác thì có tốt không cả nhà? Đây, cả trăm người tương tác luôn. Thấy hiệu quả không mọi người? Ở đây, không giỏi viết bài cũng có cả nùi người tương tác. Có người ta bỏ cả ngày, người ta viết một bài có 4 like, 5 like, 5 comment. Các anh chị vô đặt con cái câu hỏi, 100 comment. Sướng không? Đơn giản không? Rồi bao nhiêu đơn số các anh chị thấy đơn giản dễ áp dụng của mình vào đi bài.
Rồi, cái cấu trúc đơn giản nhất mà nãy Quốc chia sẻ đó. Khi nói đến vấn đề chấm chấm chấm, đâu là điều các anh chị bực bội nhất, mệt mỏi nhất, chán nản nhất, sợ hãi nhất, lo lắng nhất? Vô hỏi câu đó, thế nào cũng sẽ lòi ra khách hàng. Nếu nói đến vấn đề nuôi dạy con, nếu nói đến vấn đề mua bất động sản nhà phố, nếu nói đến vấn đề điện lạnh, nếu nói đến vấn đề, nếu nói đến vấn đề bao bao bao. Dạ, rất là đơn giản. Rồi, thì đó là cách ha, đặt câu hỏi. Thì sau khi chúng ta xây dựng được cái kịch bản là biết hiểu tin yêu là một cái hành trình nhé. Biết hiểu tin yêu là hành trình cảm xúc của khách hàng. Còn biết cái gì, hiểu cái gì, tin cái gì, yêu cái gì thì là nó phải có một cái kịch bản nhé. Thì các anh chị lưu ý như này nè. Bán mình trước, bán sản phẩm sau. Các anh chị ghi xuống đi ạ. Bán mình trước, bán sản phẩm sau. Ví dụ như là nãy chị Tú nói với Quốc là hãy xây dựng làm sao để cho khách hàng tin với sản phẩm của mình. Thì nếu như họ chưa tin chị Tú thì đừng nên viết content để tin sản phẩm mình. Tức là gì? Biết, hiểu, tin, yêu chị Tú. Này là cũ hay đúng không? Sao ở mày tắm được? Ban tổ chức. Có nghĩa là gì ạ? Biết, hiểu, tin, yêu mình trước. Xong tới biết, hiểu, tin, yêu doanh nghiệp của mình. Xong mới tới biết, hiểu, tin, yêu sản phẩm của mình. Các anh chị hình dung không ạ? Bán mình trước, bán sản phẩm sau. Còn nếu mà bay vô một cái gửi email nói về sản phẩm là no, không bao giờ làm chuyện đó cả. Rồi, thì ở trên thế giới có một cái anh tên là Gary. Thì anh này á, ảnh là đỉnh cao, ảnh là đỉnh cao của bán hàng bằng email luôn. Thì ảnh bán hàng bằng thư thôi. Tức là khi ảnh viết bài cho khách hàng, ảnh không bao giờ viết bài dưới dạng là kiểu một cái bài giống như một cái poster, một cái tờ rơi, mà anh viết bài giống như một bức thư vậy. Đó. Bạn thân mến, tôi cũng bó tay là làm thế nào để mà vô được một cái website, vô cái website này. Đó. Rồi, có lẽ như là bạn đã đọc về nó. Vâng vâng, các anh chị nhìn thấy không ạ? Giống như một bức thư, bạn thân mến. Bạn thân mến. Anh này anh có cả nùi thư nữa, các anh chị có thể đọc để lấy ý tưởng. Anh bán hàng bằng thư thôi, bằng thư tay thôi. Nhưng mà anh bán hàng đỉnh của chóp luôn. Sau khi anh qua đời, anh để lại một cái tập như thế này. Thì con trai có người trả tiền để mua cái tập này mấy trăm nghìn đô đó. Nhưng mà con trai của anh quyết định là public ra để cho ai cũng được học về cái cách bán hàng của anh. Thế là anh up lên trên mạng, cái trang web là The Rary Happer Letter, là những cái bức thư của cái ông này nè. Ông bán hàng bằng thư thôi, thư hay lắm. Chỉ viết thư thôi. Thì các anh chị có thể tham khảo cái cách viết bài của anh này. Rồi. Thì á, về bản chất nó sẽ là biết hiểu tin yêu. Còn về hình thức nó sẽ là 4321. 4321. 4 ở đây là những cái gì? Những cái giải quyết vấn đề nhỏ. 3 ở đây là sâu ra kết quả. 2 ở đây là gì? Tính năng và lợi ích. Tính năng và lợi ích. Dạ, tính năng và lợi ích. Còn 1 ở đây là bán hàng. Rồi. Chúng ta quay lại với bài vừa rồi ạ. Thì các anh chị rồi biết hiểu tin yêu là phải ưu tiên biết hiểu tin yêu mình trước nha. Biết nè. Hiểu nè. Biết hiểu. Rồi. Tin nè. Rồi yêu nè. Thì nó tương tự 4 nè. 3 nè. 2 nè. 1 nè. Bốn có nghĩa là gì? Biết, cho họ biết về những cái nhỏ nhỏ nhỏ. Những cái gì ạ? Giải quyết vấn đề nhỏ. Giải quyết vấn đề nhỏ nè. Bốn là thường giải quyết nhỉ? Cho họ hiểu cái cách chúng ta giải quyết cái vấn đề đó cho khách hàng như thế nào. Cho họ tin là cho khách hàng thấy những cái kết, những khách hàng đã đạt được cái kết quả đó. Cho họ yêu là từ cái kết quả đó là cái tương lai của khách hàng thay đổi như thế nào. Ba có nghĩa là gì ạ? Ba là sâu ra những cái
những cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Thì cho họ biết nè, cho họ biết chúng ta đang bán hàng như thế nào nè. Kết quả trong đời sống chúng ta giờ bán hàng, cách chúng ta làm, đội ngũ nè. Cho họ biết nè, biết đội ngũ nè. Cho hiểu thì cho họ thấy cái quy trình chúng ta bán hàng như thế nào nè. Ví dụ vậy, cho họ tin thì cho họ tin thì cho họ thấy khách hàng của ta làm việc ra sao nè. Khách hàng làm việc với chúng ta, khách hàng làm việc chúng ta ra sao, cho họ thấy quy trình làm việc với chúng ta ha. Đây là đội ngũ quy trình nè. Cho họ yêu nè, cho họ yêu tức là gì, cho họ thấy kết quả của khách hàng nè. Còn đây là giải quyết vấn đề nhỏ nhé, vấn đề nhỏ. Cho họ hiểu là cái vấn đề nhỏ đó nó chúng ta giải quyết cho khách hàng như thế nào, đó là how á. Thường cái bước này là how thôi. Rồi cho họ tin thì cứ là cho kết quả thôi. Ai đã áp dụng cái cách của chúng ta ở trên và có kết quả. Đó là gì? Tin là vẫn là kết quả thôi. Rồi yêu. Tin thì vẫn là sâu ra cái kết quả của khách hàng á, sâu ra cái kết quả của khách hàng. Kết quả của khách hàng. Và yêu thì vẫn là gì? Yêu vẫn là gì? Cái tiềm năng trong tương lai, gọi là cái kết quả chúng ta, lời hứa trong tương lai. Lời hứa trong tương lai. Thì tương tự như vậy, hai cái nghĩa là tính năng và lợi ích. Cho khách hàng biết về tính năng và lợi ích. Biết về tính năng và lợi ích, cho khách hàng hiểu về tính năng và lợi ích, cho khách hàng tin về tính năng và lợi ích, và cho khách hàng yêu cái tính năng và lợi ích đó. Cái số 1 đó là gì? Cái số 1 đó là cái chúng ta sẽ bán. Thì nếu cái thứ mà chúng ta bán là chúng ta thì chúng ta cho khách hàng biết chúng ta, hiểu chúng ta, tin chúng ta, yêu chúng ta. Nếu mà chúng ta bán về sản phẩm thì lúc đây là biết sản phẩm, hiểu sản phẩm, tin sản phẩm và yêu sản phẩm. Đúng không ạ? Thì tùy vào chúng ta bán cái gì. Cái số 1 là bán nha. Bán. Cái số 2 là tính năng và lợi ích. Đó. Thì ở đây là gì ạ? Biết hiểu tin yêu là trạng thái của khách hàng. Còn 4321 là loại nội dung. Ví dụ như đầu tiên các anh chị muốn khách hàng biết hiểu tin yêu về những cái việc nhỏ nhỏ mà các anh chị có thể giúp cho khách hàng. Các anh chị muốn khách hàng biết hiểu tin yêu về cái quá trình mà các anh chị phục vụ hay những cái đối tượng tham gia vào hoạt động các anh chị bán hàng như nào, gọi là sâu cho khách hàng thấy những cái quy trình, những cái kết quả, những cái hoạt động. Cho khách hàng thấy đội ngũ, cho khách hàng thấy quy trình, cho khách hàng thấy tin. Ví dụ như bây giờ đây các anh chị muốn cho khách hàng biết đội ngũ. Các anh chị muốn cho khách hàng biết đội ngũ của mình đi. Các anh chị sẽ gửi một cái email hình thức như thế nào ạ? Hình thức. Các anh chị hãy chụp hình với đội ngũ nhân viên của mình tại công ty của mình, hoặc chụp hình ví dụ như Quốc chụp hình với Nhung, chụp hình khoe lên đây, sau đó Quốc sẽ gửi một cái email cho các khách hàng. Các anh chị đã gặp Nhung chưa? Trong các cái chương trình đào tạo của Mororo thì Nhung thường tham gia làm MC và hỗ trợ các anh chị trong quá trình là gì, nhận các cái file tài liệu vân 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 đó. Và Nhung rất là vui vì nhận được rất là nhiều feedback từ khách hàng của mình khi mà tham gia những chương trình đào tạo của chúng tôi. Và khách hàng rất là biết ơn, bởi vì nếu mà mua phần mềm xong mà không có được đọc đào tạo thì họ sẽ không biết cách làm. Và họ nghĩ rằng, họ nói rằng với cái việc mà mua phần mềm mà còn được đào tạo nữa thì sẽ rất là tốt. Và đội ngũ họ có gửi những lời khen với Nhung, và Nhung rất là vui. Và hôm nay Nhung kể với tôi rằng là khách hàng gửi cho em những cái lời khen ngợi, và em cảm thấy là rất là vui, và em muốn phấn đấu, muốn phát triển hơn để chuyên nghiệp hơn, để giúp khách hàng hài lòng hơn. Thì về bản chất ở đây là chúng ta nói đến câu chuyện của Nhung, nhưng về hình thức chúng ta nói đến câu chuyện của Nhung, nhưng về bản chất ở đây là gì? Chúng ta muốn khoe với khách hàng về đội ngũ của chúng ta, về quy trình làm việc của chúng ta chuyên nghiệp. Được không ạ? Các anh chị hình dung không ạ? Tức là gì? Chúng ta phải biết đâu là hình thức và đâu là bản chất. Rồi, thì đây là cái cách để chúng ta làm. Rồi, chúng ta thử xem một số các email đây. Hình thức và bản chất nha. Rồi, các anh chị thử phân tích ạ.
Đây. Có khi nào các anh chị nhìn một cái email này có thấy bán hàng không? À, bán ở dưới, bạn chót nằm ở dưới các anh chị, hình thức nằm ở trên. Hình dung không ạ? Nhưng mà này hơi dài tí. Rồi, có khi, bạn Khang ơi, có khi nào bạn trả lời câu hỏi là người mà bạn yêu quý nhất trong cuộc sống, bố mẹ, anh chị, vợ chồng hay con cái, con cháu của bạn. Bạn có thể dành một vài phút để suy nghĩ và xác định được thực sự ai là người mà bạn yêu quý. Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Đó. Họ bắt đầu với câu hỏi, sau đó họ mới gì ạ? À? Đi kèm cái thông điệp, đúng không ạ? Đây là gì, dạng dạng nội dung để cho mọi người hiểu ạ. Cho mọi người hiểu đúng không ạ? Đây là dạng nội dung cho hiểu, về bản chất là cho hiểu. Rồi. Trong cuộc sống chúng ta còn có ý nghĩa gì khác hơn khi mà mang lại điều tốt đẹp cho những cái người mà chúng ta yêu quý? Bạn có muốn mang đến cho người thân của mình những cái điều giàu có hay không? Vâng. Bạn có muốn góp phần hay không? Rồi. Bạn không thể cho cái mà bạn không có. Rồi. Đó, các anh chị thấy dẫn dắt không ạ? Rồi. Sau đó giới thiệu khóa học. À. Rồi. Về hình thức thì đây là một email nói về gì? Email nói về gì các anh chị? Các anh chị thử comment đi ạ. Chúng ta phân tích ạ. Phân tích để mọi người hiểu hơn. Đọc một cái email chúng ta phải phân tích hình thức ở đây là gì ạ? Hình thức ở đây là gì ạ? Hình thức ở đây là hỏi khách hàng rằng họ gì? Họ gì? Mọi người có câu hỏi kìa. Hỏi họ có quan tâm đến những người họ yêu quý hay không? Hỏi họ có quan tâm đến người yêu quý họ hay không? Nhưng về bản chất ở đây là gì? Bán một cái khóa học. À, một cái khóa học. Đó là gì? Giúp cho chúng ta phát triển lên để quan tâm những người mà mình yêu quý. Rất là hay đúng không ạ? Cái cách bắt đầu hay không ạ? Rồi, rồi, đó là một cái ví dụ ha. À, ví dụ thứ hai. À. Rồi. Hình thức ở đây là gì các anh chị? Hình thức ở đây là gì ạ? Hình thức ở đây là gì các anh chị? Hình thức ở đây là gì? Hình thức ở đây là khoe khách hàng. Nhưng mà bản chất ở đây là gì? Tăng giá trị niềm tin. Đúng không? Mọi người nhìn đi ạ. Hình thức đây là khoe khách hàng đúng không ạ? Lê Phương Dung, ví dụ gì đó là khách hàng đúng không ạ? Tiền về nhiều hơn nhờ học và hướng dẫn của anh Đức. Hình thức là khoe khách hàng. Nhưng về bản chất ở đây là gì? Ở đây. Bản chất ở đây là gì? Là gì ạ? Thay đổi niềm tin của khách hàng để khách hàng tin tưởng và ra quyết định đăng ký ngay. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục phân tích đây nè. Hơn 10 năm trước, khi tôi còn đang loay hoay và bế tắc và không biết làm thế nào để giải quyết được các vấn đề và xây dựng sự nghiệp, tôi đã được chia sẻ về secret, bí mật. Và đó là thời điểm tôi bắt đầu có ý thức về luật hấp dẫn và nhìn và tín hiệu và giúp cho tôi giải quyết được vấn đề của mình. Dù vậy, một năm sau đó, tôi mới thật sự nghiêm túc và nghiên cứu chuyên sâu về luật hấp dẫn. Hình thức là họ kể về câu chuyện của họ trong hành trình cuộc đời 10 năm. Nhưng về bản chất là gì? Bản chất là gì mọi người? Giới thiệu một cái khóa học về luật hấp dẫn, đúng không ạ? Còn đây là dạng content bán hàng, và content này á, người ta sẽ lướt qua trừ khi người ta đã là khách hàng của anh chị rồi. Người ta đã là khách hàng nóng rồi thì người ta sẽ đọc nội dung này. Còn nếu với khách hàng lạnh, họ không bao giờ đọc nội dung này. Ví dụ như Quốc đã học thầy Quân rồi. Nên là khi mà thầy Quân gửi, Quốc chỉ cần coi là cái khóa học đó tổ chức ngày mấy giờ mấy. Quốc cũng không đọc mấy cái này đâu. Nhưng nếu mà một người bình thường, một người lạ, các anh chị gửi cái email này, coi chừng vô spam. Mọi người hình dung mà.
sẽ vô spam mà người ta không quan tâm. À. Rồi các anh chị phân tích tiếp ạ. Hôm nay tôi đã phỏng vấn một khách hàng, nghe có quen không chị? Có quen không ạ? Hôm nay, hôm kia, ngày mai. Rồi, ok. Hôm nay tôi có phỏng vấn một khách hàng. Chị nói rất ấn tượng vì tư duy của tôi trong webinar như gần nhất, bên cạnh kiếm tiền và vân vân. Chị hào hứng và muốn nghe hành trình của tôi. Thú thật và tôi cũng từng là người chỉ nhìn vào tiền bạc và thế giới xung quanh vân vân. Rồi, hình thức là gì? Hình thức là gì ạ? À? Kể câu chuyện của khách hàng, mượn lời nói của khách hàng để truyền thông một cái thông điệp. Thông điệp ở đây đó là hãy xây dựng về việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Xây dựng thương hiệu cá nhân. Và cô ấy là chuyên gia về xây dựng chuyện đó. Chị Thảo ha, bạn Thảo. Thảo là một khách hàng của Mororo. Rồi, bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu về cách để mình áp dụng xây dựng content thì comment số 1 ạ. Bắt đầu với hình thức và đi kèm với bản chất. À, các anh chị ghi xuống ạ. Bắt đầu với hình thức và đi kèm với bản chất. Đây mới là content 2. Ví dụ như là các anh chị bán sushi, các anh chị bán quần áo, đừng có đi trực diện cho nói quần áo của mình. Hãy mượn một cái câu chuyện nào đó, một cái thông điệp nào đó, một cái điều nào đó mà khiến khách hàng họ dễ nhắc nhớ đến. Sau đó hay dẫn qua sản phẩm của mình. À, đó là cách làm ha. Rồi, thì đó là về chiến lược. Vậy thì làm như thế nào? Đây, đầu tiên các anh chị hãy dùng phần mềm Trello. Không thể nào mà chúng ta nghĩ ra hết được. Sau đó chúng ta sẽ lên một cái kịch bản email như thế này. Sau khi khách hàng điền form xong thì các email đầu tiên sẽ là gì? Email đầu tiên là kết nối với khách hàng. À, kết nối với khách hàng. Hay là gì ạ? Những cái email đầu tiên đó là gia tăng giá trị. Rồi, khách hàng biết nè. À, rồi, ví dụ như đây, cái chuỗi email đầu tiên là chuỗi email biết. Rồi, biết nè. Biết đến mình. À, như vậy. Dạ, kết nối với khách hàng. Mục tiêu của email này là tôi sẽ giúp anh chị cái gì đó. Rồi, thì theo tỷ lệ nè, 4321 nha, biết nè, các anh chị đừng có bán hàng nhanh quá. Rồi, các anh chị tạo ra 4 cái email kiểu như vậy, tỷ lệ 4321 mà, đúng không ạ? Rồi, ok, tôi sẽ giúp các anh chị nè. Rồi, tôi sẽ giúp thêm các anh chị nè. Rồi, tôi sẽ giúp các anh chị nè. Rồi, tôi sẽ giúp các anh chị nè. 4 cái email các anh chị gửi đầu tiên là nên là cho họ cái gì đó, giúp họ cái gì đó. À, mục tiêu là để biết không ạ? Rồi, để hiểu nè. Để hiểu á, thì chúng ta phải cho họ thấy cái cách chúng ta làm, đúng không ạ? À, hiểu nè. Thì các anh chị sẽ xây dựng nội dung hiểu nè. Hiểu thì áp dụng gì? À, hiểu. Hiểu nè. Cách tôi giúp chị đạt được. Đó. Rồi, hiểu nè, đây là nội dung hiểu nè, để họ hiểu mình làm như mình, họ hiểu được ra. Bây giờ họ hiểu được là chúng ta làm cái việc đó như thế nào. À, giống như là chị Tú ha. Chị Tú. Hiểu nè. Rồi bắt đầu tin. Tin. Chuỗi email tin nè. Chuỗi email tin nè. Ví dụ các cái tiêu đề thôi nha. Các anh chị sẽ tự soạn theo cách của mình. Tin đó là gì? Tin là sau kết quả. Sau là sau kết quả. Thay đổi của khách hàng. Thay đổi của khách hàng. Khách hàng. À. Sau. Bao lâu đó? Ngày. À. Hoặc là sau khi mua hay là sau khi chốt dự án hay sau bao nhiêu năm tin. À, tin. Rồi tin. Rồi 20% đúng không ạ? À, tin. Rồi ví dụ như yêu này, là sao khách hàng yêu?
Yêu đó là gì ạ? Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Yêu nè. Yêu. Bây giờ nói về gì? Sắp tới, cơ hội. Sắp đến, sắp tới. Họ là gì? Sắp, sắp mất đi. Đó, cơ hội sắp tới, sắp mất đi. Rồi, đây là một ví dụ thôi. Còn các anh chị có thể soạn sẵn cho mình kịch bản nè. Ví dụ như các anh chị kinh doanh giáo dục nè. Rồi, cái email đầu tiên các anh chị sẽ làm. Ví dụ như chị Sen, Sen là chị Sen ở đây là kinh doanh gì nhỉ? Chị Sen kinh doanh gì nhỉ? À, cái phần mềm này là Trello, không biết mọi người biết chưa nhỉ? Vào Trello.com đăng ký tài khoản, sau đó tạo một cái bo là có chứ, có thôi. Để chị tạo một cái cột. À, chị Sen kinh doanh Yến, rồi ok, kinh doanh Yến. Thì nếu mà chị Sen có được email của khách hàng thông qua cái kênh quà tặng á, thì cái email đầu tiên á, thì những người kinh doanh Yến là những người quan tâm đến sức khỏe. Thì những email đầu tiên mình phải nói về việc giúp cho họ, một là cách sử dụng Yến, hai là cách phát triển cho sức khỏe. À, rồi, thì giờ biết, để giúp cho họ biết ha. À, email đầu tiên là chị xem, có nhiều người vẫn chưa biết cách dùng Yến cho hiệu quả. Dạ, yeah, ok chưa ạ? Đó, email thứ hai. À, dạ. Yến không phải là thần dược. À, thần dược. Nếu bạn không làm theo điều này. À. Đó. Đó. Thì khi khách hàng khách hàng bắt đầu biết là chúng ta bán yến, những cái email này chúng ta phải thường nhắc đến cái yến vô. À. Rồi, cách. Dạ. Yeah. Cách giúp cho bạn cải thiện sức khỏe nhanh chóng. À, ví dụ vậy. Đó. Thì trong cái email này các anh chị đừng đừng đưa ra những cái nội dung mà nó máy móc, mà hãy bắt đầu với một ai đó, một cái vấn đề gì đó ở ngoài kia hay là một câu hỏi, được không ạ? À, rất nhiều các khách hàng của Sen mua yến, nhưng mà khi hỏi họ là dùng chân cất như thế nào thì họ đều nói là như thế này như thế này. À, nhưng thật ra đó là một trong những cách làm chưa hiệu quả. Và hôm nay Yến muốn cho mọi người biết cách để chúng ta xây dựng cái làm cái món Yến ngon như thế nào, vân vân. Đó, thì chúng ta đưa ra những cái tiêu đề này trước, rồi cái nội dung chúng ta soạn sau. Mọi người hình dung ạ. Các bạn đâu hiểu rồi, khách hàng biết về Yến rồi là hiểu nè, thì hiểu hiểu về cái quy trình mình sơ chế nè, hiểu nè, hiểu thì chúng ta hiểu là nhiều người không biết phân biệt Yến giả và Yến thật. À, nhiều người không biết phân biệt Yến giả, giả và thật. À, đó. Thì trong cái chương trình đó, trong cái đó là mình bắt đầu giải thích cho khách hàng hiểu cái quy trình làm Yến. À, quy trình làm Yến như thế nào. À, tại sao dạ, Yến lại tốt cho sức khỏe. À, thì ở đây chúng ta này nói đến gì, những cái thành phần của yến, rồi họ hiểu là vì sao yến nó chứa những cái gì mà nó thay đổi cái sức khỏe của họ. Đó, rồi ví dụ như tin nè, tin là sao khách hàng, à, một khách hàng gửi lời cảm ơn chị A B C đã thay đổi vóc dáng, hay là thay đổi cái gì đó, các anh chị ghi vô ha, từ việc sử dụng yến theo công thức này. À, sử dụng yến theo công thức này. Đó, các anh chị hình dung ạ. Chúng ta cứ nốt lại thôi, sau đó chúng ta đi tìm ý và viết bài sau. Rồi, chúng ta đi 2 đến 3 bài như vậy nha. Không có đủ nữa, ghi thời gian thôi. Rồi, cơ hội sắp tới nè. À, cơ hội sắp tới nè. Ví dụ như sắp tới Tết, hay là sắp tới Trung Thu, hay là sắp tới cái gì đó, chúng ta đưa ra một cái chương trình ưu đãi nào đó. À, thì chúng ta mới ưu đãi ở đây. Ưu đãi cho khách hàng, dạ,
thân thiết. À, ví dụ vậy. Thì đây là cái nội dung và cái hành trình để chúng ta bán hàng. À, chứ không phải ngay lập tức vô là chúng ta bán hàng ngay. Và thậm chí trong cái hành trình mà các anh chị gửi như thế này là các anh chị có thể chèn bất cứ nội dung bán hàng ở thời điểm nào cũng được cả. Nhưng mà không phải là lần đầu. Đó, đúng không ạ? Thì đây, khi chúng ta sắp xếp nội dung như này rồi, sau đó chúng ta bắt đầu soạn nội dung. Thì soạn nội dung chúng ta sẽ đi theo cái mô típ nào? Đầu tiên là vấn đề, sau đó là nguyên nhân. Rồi, cái mô típ để viết content đây ạ. À, cái cấu trúc để viết content đây ạ. Đi luôn bắt đầu với vấn đề nha. Một nè, vấn đề. Thì có cách đó, lấy cái thông điệp của người khác, lấy câu chuyện của người khác hoặc là đặt câu hỏi. Thứ hai là nói về nguyên nhân. Vấn đề ví dụ như là sáng hôm nay tôi nghe câu chuyện của chị nào đó, lại là sáng hôm nay. và chị nói với tôi là con của chị nó không có chịu nghe lời hôm nay kia kia. Thì nguyên nhân ở đây là gì? Nguyên nhân ở đây là gì? Khi trẻ lớn lên thì trẻ chưa có hình thành được cái sự kiểm soát cảm xúc của mình, nên là trẻ sẽ bộc bạch những cái gì mà trẻ nghĩ, và đó là lý do trẻ ương bướng, và đó là chuyện rất là bình thường. Đúng không ạ? Chúng ta phải bình thường hóa cái việc đó. À, nguyên nhân. Sau chúng ta hai là chúng ta nói giải pháp. Giải pháp. À, cách chúng ta xây dựng này, giải pháp. À, giải pháp. Giải pháp chính là cái hình thức mà chúng ta nói trong này. Giải pháp. Thì ví dụ như các anh chị xây dựng nội dung là cách nấu yến, thì vấn đề là gì? Nhiều người mua yến về nhưng mà dùng không có kết quả. Nguyên nhân là không biết cách nấu, và đây là cách nấu. Rồi vấn đề là nhiều phụ huynh, nhiều trẻ em ương bướng. Nguyên nhân là gì? Không được rèn luyện để kiểm soát cái cảm xúc của mình. Và giải pháp là đây, cách để cha mẹ lắng nghe và xoa dịu cái thay đổi cảm xúc của trẻ. Thì đây là cái phần hình thức đấy các anh chị. Rồi, được không ạ? Vấn đề, nguyên nhân, giải pháp. Đó, vấn đề, nguyên nhân, giải pháp. Rồi, cái số 4. Bằng chứng, đây chính là bản chất ạ. Cái gì mà các anh chị định nói ở đây thì nó bằng chứng, nó gọi là bản chất. Ví dụ như ở trong cái nội dung mà sen soạn đi, thì sen nói về cái việc là làm yến như thế nào, nhưng mà sen đồng thời cũng muốn cho người ta biết mình là một người làm yến như thế nào. Thì bằng chứng là sen sẽ chụp một cái tô yến mà sen đã làm thành công và show cho mọi người, hoặc là chụp một cái khách hàng đã làm theo phương pháp của yến, đang cầm cái tô yến mà sen hướng dẫn cách làm. À, hoặc là quay một cái video kèm trong cái email. Thì cái bằng chứng này chính là cái bản chất, cái vấn đề, cái mục tiêu mà chúng ta đang truyền thông ở bên trong này. Cái bằng chứng rất là quan trọng. Hình ảnh nào sẽ đi kèm với cái nội dung mà chúng ta muốn gửi. Đúng không ạ? Rồi, các anh chị có thể ý nãy cái email mà có cái hình chị kia khen một cái diễn giả mà họ áp dụng, họ có thu được tiền không ạ? Đó là bằng chứng, đúng không các anh chị? Bằng chứng ở đây chính là gì? Thay đổi niềm tin của mọi người. Đó là hãy đến với chúng tôi và các anh chị sẽ thành công. À, bằng chứng. Rồi. Sau đó, ở đây chúng ta không có bán hàng. Nên bước tiếp theo đó chúng ta là gì ạ? Giới thiệu tập 2. Giới thiệu tập tiếp theo. Giới thiệu tập tiếp theo. Rồi. Còn nếu các anh chị quan tâm đến bài bán hàng thì ở trong cái cuốn sách này các anh chị lọt đến chương số 69. 69 đúng không ạ? Đây, nó có 8 bước để viết bài bán hàng nha. Các anh chị nào mà chưa có cuốn sách này thì liên hệ với ban tổ chức. Thì trong cái chương này, ở chương số 68, 69, nó sẽ có là công thức bán hàng, vấn đề, nguyên nhân, giải pháp, bằng chứng, so sánh, xử lý từ chối và chốt sale.
thì các anh chị có thể liên hệ ban tổ chức ha. Còn ở đây là nội dung để nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ không có cái phần những cái phần sau mà chúng ta giới thiệu phần tiếp theo. À, ví dụ như chị Tú hồi nãy đi, giải pháp là chị bảo là gì? Giải pháp ở đây là chị gì ạ? À? Chị nói là để mà phân tích một cái dự án nó chuẩn chỉnh thì nó phải còn yếu tố là một là, hai là, ba là, bốn là, sau đó bằng chứng. Bằng chứng là chị nói là dự án Modoroland nó có những cái yếu tố pháp lý như là, như là, như là, như là, và đó có phải là bản chất không mọi người? Đó là gì? Là bản chất đúng không ạ? Tức là chị đang muốn giới thiệu cái dự án Modoroland một cách nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi. Sau đó kết thúc cái chương trình đó, chị muốn nói với khách hàng một trong những cái thông điệp tiếp theo, giới thiệu cái tập tiếp theo, có nghĩa là trong cái email tới tôi sẽ nói cho các anh chị cách làm sao để, tại sao, cách hay là lý do vì sao Modoroland được nhiều người yêu quý như vậy hay vân vân, thì đó gọi là giới thiệu tập tiếp theo để chúng ta biết, cho khách hàng biết là chúng ta sẽ gửi cho họ những email nữa để họ chờ đợi và nhận nó, đúng không ạ? Rồi thì đây là cách để chúng ta cấu trúc cái bài bán bài bài content của mình. Và lưu ý như thế này, tỷ lệ chuyển đổi phụ thuộc vào tiêu đề mà các anh chị viết. Tỷ lệ chuyển đổi phụ thuộc vào tiêu đề. Thì tỷ lệ mở mail, sorry các anh chị, tỷ lệ mở mail phụ thuộc vào tiêu đề của các anh chị. Nếu các anh chị không biết nên viết tiêu đề như thế nào thì ban tổ chức đã chuẩn bị cho các anh chị sẵn 200 tiêu đề rồi. Ban tổ chức gửi vào bên trong nhóm Zalo để cho mọi người có thể tải 200 tiêu đề ạ. Đăng ký tải 200 tiêu đề ạ. Rồi, tiêu đề nhé. Tiêu đề là vô cùng quan trọng. Tiêu đề mà không hay thì còn lâu người ta mới đọc bài đó các anh chị. Đây, 200 tiêu đề có sẵn nha. Các anh chị nào tham gia các chương trình trước thì đã biết rồi, quát giới thiệu nhanh thôi. Cảnh báo những điều bạn phải biết về Yến. À, cảnh báo những điều bạn phải biết về nuôi dạy con. 4 cách để tăng hiệu quả khi sử dụng Yến. 4 cách để tăng, để giúp con chăm chỉ hơn bằng phương pháp học tập mới. 7 điều sai lầm mà mọi người khi ăn sushi không biết. Ví dụ vậy. 5 bí mật các chuyên gia bất động sản không muốn bạn biết. Đó, vân vân. Thì đây là tiêu đề có sẵn. Các anh chị có lấy những tiêu đề này đặt vô trong cái email thì sẽ gây cái tò mò cho khách hàng. Và khi họ tò mò thì họ sẽ để lại nội dung, họ sẽ tương tác với các anh chị, họ sẽ vào họ đọc. Và khi họ đọc thì các anh chị hãy xây dựng cái content giống như nãy đó. Chào ABCD, sau đó chào bạn, bắt đầu với vấn đề luôn. Tôi vừa có người hỏi tôi vừa thấy chuyện này, sáng hôm nay tôi nghe ai kể, tối hôm qua tôi nghe ai nói, tối hôm kia tôi gặp ai đó, vân vân và vân vân. À, vân vân và may may. Rồi thì đó là cách để chúng ta sắp xếp. Rồi bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu những gì Quốc chia sẻ thì comment số 1 được không ạ? Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Vậy thì áp dụng ở trên y bài các anh chị sẽ áp dụng ra sao? À, nói là phải làm được đúng không ạ? Đầu tiên các anh chị phải chuẩn bị cho mình những cái link quà tặng như thế này. Ví dụ như đây, tặng sách. Đó, tặng sách. Đó, các anh chị đăng ký tặng nhận sách đi. Rồi, các phải có những cái link quà tặng như thế này. Sau đó các anh chị đi đến cái phần này. Dạ, mẫu email. Rồi, sau đó các anh chị soạn cho mình những cái email theo cái cấu trúc vừa rồi mà mình đã làm ở đây. Đó, đây. Có nhiều người vẫn chưa biết cách dùng Yến cho hiệu quả. Các anh chị soạn một lần thôi. Cứ mỗi khách hàng để lại thông tin trong cái form của các anh chị thì nó sẽ gửi theo cái ngày mà các anh chị mong muốn. Lúc đó các anh chị không cần phải đi soạn và gửi lại nữa, mà bất cứ người nào đến với các anh chị đều đi theo một kịch bản như vậy cả. Rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta đến cái phần mẫu email, chúng ta soạn một cái email. Thì lưu ý ở đây ạ.
chúng ta bán mình trước, bán sản phẩm sau. Vì thế nên các anh chị phải soạn một cái email, và trong cái email đó có hình và thông tin các anh chị. Rồi, mọi người có thể vào đây. Mọi người có thể vào đây để tạo cho mình một cái chữ ký nè. Đây ạ. À. Tạo một chữ ký chuyên nghiệp ở dưới email nha. Rồi, đây. Đó, các anh chị chọn mẫu nha, nó có rất là nhiều mẫu. À. Đó, họ tên, email, số điện thoại. Chỉ cần điền vô thôi, là bên kia có hết. Đấy, đẹp không các anh chị? Rồi, sau đó copy cái này. Bấm chữ create. Copy cái này, dán vô email thôi là xong. Đó, xóa cái phần này đi. Dán vô xong xóa đi. Thì đây là cái công cụ để tạo chữ ký trong email. Rồi. Sau khi mà các anh chị soạn cái đó, các anh chị đưa vào bên trong cái mail của mình. Đó, đây. Tùy nha, các anh chị nào để số điện thoại hay không, hay để email không là tùy mọi người. Tại vì chúng ta bán mình trước thì chúng ta phải cho khách hàng thấy cái khuôn mặt của mình chứ. Để vào đây. Rồi, các anh chị xem nè. Chào bạn, tôi Quốc Motorola đây. Có phải vài ngày trước ai đó đã gửi tặng cho bạn một cái liên kết hay là kèm một cái quà tặng nào đó? Có thể đó là một khóa học, một cuốn sách, ebook mà đội ngũ của tôi đã biên soạn để tặng bạn. Tôi rất biết ơn người đã giới thiệu bạn cho tôi, vì tôi đã có cơ hội để chia sẻ cho bạn nhiều hơn về những cái bí quyết kinh doanh mà tôi đã áp dụng khi xây dựng Mororo. Rồi, tôi sẽ cho bạn thấy việc kinh doanh, việc xây dựng mô hình kinh doanh trên Internet không hề khó như bạn nghĩ. Và nếu bạn chờ những cái kiến thức đó của tôi sẽ gửi cho bạn trong những ngày sắp tới. Bạn sẽ nhận được 6 bước bắt đầu một công việc kinh doanh bất kỳ và 4 chìa khóa vàng để nhân bản nó. Và hẹn gặp lại bạn. Rồi, các anh chị thấy nội dung đơn giản không ạ? Có bán hàng hay không? Hình thức ở đây là gì ạ? Hình thức ở đây là cảm ơn khách hàng vì đã gì và để lại thông tin cho chúng ta. Nhưng mà bản chất ở đây là gì ạ? Bản chất ở đây là gì các anh chị comment đi. Mọi người học, mọi người ứng dụng đi. Bản chất ở đây là gì ạ? Bản chất ở đây là bán mình cho khách hàng biết về mình. À, thì Quốc sẽ chạy xây một cái kịch bản là biết, hiểu, tin yêu Quốc. Sau đó biết, hiểu, tin yêu Mororo. Sau đó mới biết, hiểu, tin yêu y bài. Đúng không ạ? À, đúng không ạ? Cho khách hàng biết về mình trước, bán mình trước. Bay vô là bán hàng ngay là không được. Thì đầu tiên, những cái email đầu tiên á, 4 cái email đầu tiên thì Quốc sẽ đi giải quyết những cái vấn đề nhỏ, như là làm thế nào để viết một cái bài viết hay, làm thế nào để giờ tìm ra những khách hàng tuyệt vời cho mình, làm thế nào, vâng, vâng, vâng. Đó, 40% là giải quyết những vấn đề nhỏ. Sau đó chúng ta gì? Chúng ta tập trung đến việc là gì? À, cho khách hàng biết rồi, cho khách hàng hiểu. Thì chúng ta cho khách hàng thấy về những cái hoạt động của Quốc, những cái kết quả của Quốc làm việc với khách hàng nào, gửi cho các anh chị hết. Cứ như vậy cho đến khi bán được hàng. Thì rồi, các anh chị soạn cái nội dung email này. Ở đây nó có mấy cái column nè, ô nè, các anh chị tự sắp xếp nha. Kéo button rồi các cái nút rồi đó, các anh chị tự trình bày. Rồi, xong. Đây là một cái email. Đặt cho nó một cái tiêu đề. Công việc kinh doanh của bạn ổn cả chứ. Rồi, các anh chị nhìn thấy không ạ? Cấu trúc của cái này là gì? Đó là câu hỏi. Câu hỏi thì tạo gì mọi người? Tạo sự tò mò, đúng không ạ? Vậy thì nếu như các anh chị kinh doanh ở đây mà các anh chị đang phục vụ đối tượng là phụ huynh, thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ở đây là gì? Con của bạn có vâng lời hay không? Con của bạn vẫn học hành tốt chứ? Đúng không ạ? Các anh chị kinh doanh bất động sản là gì? Mảnh đất bạn mua đã xin lời chưa? Chẳng hạn như vậy. Hãy bắt đầu với những câu hỏi như vậy, khách hàng sẽ tò mò hơn rất là nhiều. Thì câu hỏi cũng là một trong những cách trong 200 bộ tiêu đề ở đây. Rồi, sau khi các anh chị chuẩn bị cho mình một cái nội dung mail đầy đủ như thế này. Đó, các anh chị chuẩn bị cho mình một nội dung mail đầy đủ như thế này. Rồi. Chuột của Quốc bị sao rồi. Rồi.
Thì các anh chị đến cái phần tiếp theo, đó là phần quản lý kịch bản. Quản lý kịch bản. Rồi đến phần quản lý kịch bản. Rồi các anh chị tạo cho Quốc một cái kịch bản. Đây, Quốc đã tạo sẵn rồi. Bấm tạo kịch bản nha. Rồi thì ở đây nó sẽ có cái phần là gì ạ? Đây, mua hàng. Thì các anh chị lưu ý nè, các anh chị có thể chọn khách hàng mua từ chiến dịch nào. Ví dụ như là hồi nãy là nhận sách đi, thì các anh chị chọn là gì? Đăng ký quà tặng, đăng ký nhận sách kinh doanh đơn giản. Đó. Thì sau đó chỉ gửi cho khách hàng mới hay gửi khách hàng cũ thì tiếp vào đây. Còn nếu là gì? Ở đây Quốc không áp dụng, có nghĩa là bất cứ khách hàng nào mà để vào form của Mororo thì sẽ nhận được email. Rồi. Gửi sau một ngày, có nghĩa là sau khi họ đăng ký xong, một ngày sau thì sẽ gửi lúc 8:30. Tiêu đề: công việc kinh doanh của bạn vẫn ổn chứ? Quốc chọn cái email vừa rồi mình tạo đó mọi người. Đó, được không ạ? Một ngày sau mình mới gửi. Rồi, một ngày sau đó nữa, sau khi gửi cái email một ngày sau đó nữa, nếu như khách hàng gì đã nhận email rồi, hoặc là đã mở email, hoặc là gì đã gửi email, thì các anh chị tự tự đưa ra cái điều kiện của mình nha. Ở đây Quốc chỉ còn đã nhận thôi. Đã nhận có nghĩa là gửi thành công á. Còn nếu mà gửi không thành công có nghĩa là email nó không có thật. Email không có thật thì chúng ta không có gửi nữa, đúng không ạ? Rồi. Thì chỉ còn đã nhận là được rồi. Đây, trường hợp nè. Đó. Nếu mà họ không nhận thì thôi, chúng ta không làm gì hết. Nếu mà trường hợp là gì? Họ đã nhận thì các anh chị gửi những email tiếp theo giống như vừa rồi chia sẻ. Các anh chị kéo qua rồi gửi. Đó, chúng ta lại tiếp tục gửi tiếp email tiếp theo. Đó, rồi chúng ta lại gửi thêm những email khác. Đó, chúng ta gửi email khác. Rồi chúng ta lại gửi thêm các cái mẫu email khác, vân 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 vân. Đó, cho đến khi kết thúc. Thì chúng ta cứ liên tục gửi những khách hàng những cái mail kiểu như vậy. Thì cái mail này các anh chị phải soạn nha, sau đó các anh chị chọn ở trong này nhé, chọn ở cột bên này. Đó, thì cứ như vậy các anh chị gửi cho khách hàng mail này, mail này, mail này. Thì ví dụ như anh Trí nhận một cái món quà của Mororo. Trong ngày đầu tiên anh Trí sẽ nhận một cái email là em hỏi anh Trí kinh doanh tốt không? Có gặp khó khăn gì không? Vài ngày tới em sẽ cho anh, em sẽ hướng dẫn cho anh Trí một số cái mẹo vặt để có thể áp dụng trong công việc kinh doanh của anh tốt hơn. Sau bắt đầu em gửi cho anh Trí, đây là cách em làm nè, đây là cách em làm nè. Và đây là công ty của em nè, đây là đội ngũ của em nè. Đây là khách hàng của em nè, khách hàng có kết quả nè. Đây là sản phẩm của em nè, sản phẩm em gọi này nè, gọi này nè. Sau cuối cùng nó vào: anh Trí ơi, sắp tới em có tổ chức một chương trình như thế này nè, em mời anh Trí tham gia nè. Đó, và gì em có một cái ưu đãi dành cho anh Trí nè, vân vân, ví dụ vậy. Thì đó là kịch bản để chúng ta xây dựng, đúng không ạ? Và đây chính là một hệ thống tự động bán hàng cho các anh chị, dù các anh chị đi ngủ, dù các anh chị đi chơi, dù các anh chị có tiếp 1.000 khách hàng đi chăng nữa, thì hệ thống vẫn sẽ chạy như theo kiểu này mà không cần phải gì, không còn phải nhờ tới các anh chị đi soạn lại nữa, và nó cứ đi theo kịch bản đó thôi, từng ngày từng ngày từng ngày, và cho đến khi khách hàng ra quyết định mua hàng. Rồi, và đó là những gì mà Quốc muốn chia sẻ cho các anh chị ạ. Phần nội dung là quan trọng nhất, còn phần công cụ thì đã có đội ngũ hỗ trợ và kèm cặp cho các anh chị rồi. Các anh chị hoàn toàn có thể làm theo các bước như sáng vừa rồi. Thì hãy lưu ý khi sản xuất nội dung, một cái nội dung hay là nội dung thì đi kèm hai thứ, đó là hình thức và bản chất. Hình thức là cái chúng ta thấu hiểu khách hàng, chúng ta nói đến khách hàng, nói đến vấn đề của khách hàng, nói đến nguyên nhân, và nói đến những cái giải pháp chúng ta giúp đỡ khách hàng. Nhưng về gì, về bản chất là chúng ta show cho khách hàng thấy cái điều mà chúng ta muốn show. Chúng ta show cho họ thấy chúng ta, show cho họ thấy nhân viên chúng ta, show cho họ thấy khách hàng của chúng ta, show cho họ thấy sản phẩm của chúng ta, vân 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 vân. Thì đó là cách để chúng ta làm một cái email và sắp xếp nó theo trình tự và gửi nó theo định kỳ. Thì nó có một cái công thức như thế này. Nó gọi là công thức 333. Đơn giản là gì ạ? Trong vòng 3 ngày đầu tiên, cứ mỗi 3 ngày các anh chị phải kết nối lại với khách hàng. Nếu không khách hàng sẽ quên luôn các anh chị.
Công thức 333 nghĩa là trong vòng 3 phút đầu tiên thì khách hàng có, khi khách hàng mà đang hạnh phúc, đang hào hứng thì họ có xu hướng ra quyết định ngay. Ví dụ như sau khi họ đăng ký nhận quà xong hay là sau khi họ mua hàng tại cửa hàng các anh chị xong thì họ, các anh chị có 3 phút để upsell hoặc 3 phút để xin lời giới thiệu. Nếu không, sau đó rất khó để đồng thuận. Rồi, trong vòng 3 giờ họ còn nhớ đến cái lời đề nghị của các anh chị. Có nghĩa là trong vòng 3 giờ họ vẫn còn nhớ đến nó. 3 phút đầu tiên là họ vẫn giữ cái cảm xúc đó để các anh chị bán hàng. 3 giờ tiếp theo họ vẫn nhớ đến lời đề nghị của các anh chị. Nhớ đến lời đề nghị của các anh chị. Và trong vòng 3 ngày thì họ còn nhớ đến các anh chị. Còn sau đó họ quên luôn các anh chị luôn. Vì thế nên các anh chị phải xây dựng kịch bản làm sao sau khi các anh chị đăng ký, khách hàng đăng ký xong thì các anh chị phải giới thiệu một cái gì đó hoặc bán một cái gì đó trong vòng 3 phút, mọi người hình dung mà. Sau đó trong vòng 3 tiếng các anh chị hãy kết nối lại với họ. Rồi sau đó nếu mà họ không ra quyết định luôn thì trong vòng 3 ngày sau các anh chị chỉ cần giữ kết nối thôi. Cách làm như sau ạ. Làm như sau. Trong các cái chiến dịch tặng quà của các anh chị hãy có một cái phần, đó là phần giới thiệu hoặc là upsell. Ví dụ như là đây ạ. Quy trình bán hàng. Rồi, ok. Rồi, các anh chị lên trên e-bài, các anh chị tạo một cái chiến dịch. Thì trong cái phần chiến dịch đó, nó có cái phần là chuyển hướng trang. Hoặc là gì thông báo thì ở cái trang đó các anh chị giới thiệu một cái sản phẩm dịch vụ nào đó. Ví dụ như đây nè. Tặng bộ quy trình tìm kiếm khách hàng. Rồi. Nhưng mà khi đăng ký nhận bộ quy trình nè. Thì các anh chị thấy gì đây ạ? Tải tài liệu ngay. Nhưng mà Mororo còn giới thiệu thêm một khóa học nữa. Tức là gì? Chúng ta có 3 phút là ở thời điểm này nè. Sau khi đăng ký xong, chúng ta giới thiệu vào khóa học hoặc là giới thiệu vào ưu đãi. Sau đó trong vòng 3 tiếng sau, các anh chị hãy gửi cho khách hàng một cái email nào đó. Gửi cho khách hàng một cái email nào đó, nói về cái này một lần nữa. Được không ạ? Nhưng mà nếu khách hàng vẫn không quan tâm, thì trong vòng 3 ngày sau, các anh chị đừng nói cái này nữa. Mà chuyển sang gia tăng giá trị theo kịch bản vừa rồi. Đó là cho họ biết về mình. Cho họ hiểu về mình, cho họ tin mình, sau đó cho họ yêu quý mình thì mới bán được. Còn nếu mà trong vòng 3 phút và 3 tiếng mà họ không ra quyết định thì coi như là họ không ra quyết định đâu. Và họ còn 3 ngày để quên luôn các anh chị, thì cứ mỗi 3 ngày các anh chị gửi mail, 3 ngày các anh chị gửi mail, 3 ngày các anh chị gửi mail. Đó, thì các anh chị sẽ giữ được cái kết nối đó. Rồi, thì đây là cách áp dụng ha. Các anh chị lên trên e-bài tạo một chiến dịch thì ngay chỗ cái phần mà thông báo đó thì các anh chị hãy để lại một cái giới thiệu một cái sản phẩm dịch vụ nào đó của bên mình, và lưu ý là hãy giới thiệu một sản phẩm dịch vụ nhỏ thôi họ có thể sở hữu được. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã tham gia chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và cái workshop này là để giúp cho các anh chị hiểu hơn về các cái chiến lược đã áp dụng trên e-bài, chứ nếu không mà mua e-bài về thì cũng không biết cách làm như thế nào được hiệu quả. Thì có một cái thông báo từ công ty và từ ban tổ chức, đó là kể từ ngày 15 tháng 8 thì giá của gói Pick Up sẽ có sự thay đổi, bởi vì trong đợt vừa rồi thì Mororo đã nâng cấp rất là nhiều chức năng mới trên trên e-bài, như là chức năng quản lý data khách hàng để các anh chị có thể lấy thêm, thu thập thêm nhiều thông tin khách hàng hơn. Chức năng đánh dấu lịch làm việc với khách hàng để các anh chị khi mà nhân viên chăm sóc khách hàng, các anh chị có thể nốt vào. Rồi các cái chức năng như là email tự động và rất là nhiều thứ khác đã được bổ sung ở trên e-bài. Và đó là lý do mà Mororo đưa về đúng cái vùng giá mà đã cam kết với tất cả các khách hàng. Thì tuy nhiên những anh chị khách hàng nào đã mua hàng trước ngày 15 tháng 8 thì sau này các anh chị gia hạn vẫn sẽ gia hạn với giá cũ và sẽ không cần phải thay đổi với giá mới. Giá mới chỉ áp dụng cho khách hàng mới thôi. Thì để các anh chị nào chưa biết việc này thì cũng đừng, các anh chị nào đã mua e-bài rồi thì cũng đừng lo lắng.
anh chị nào mua với giá nào thì sẽ gia hạn với giá đó, chị áp dụng với lại giá mới.